Bom, 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 sắc bom. Rồi hello mấy chị ha, chị nào vô rồi chấm bài tương tác dùng cho Hải với, chia sẻ like cho Hải nha mấy chị yêu nha. Hôm nay Hải lên cho mấy chị nhiều quần ống sung lắm mấy chị, nhiều quần ống sung đẹp lắm luôn. Bữa trước em về ít á, có nhiều chị chọn không được á, đợt sau này em về được nhiều mấy chị, mỗi mã được nhiều á. Có cả hàng phong Mỹ cũng có nè, có cả áo kiểu, có cả hả? Rồi chia sẻ like lên giùm em ạ. May mắn kèm số điện thoại đi mấy chị, nay tặng ha. Nhầm số nè. Tặng nha, ghi liền em ạ, tặng à, may mắn kèm số điện thoại giùm em nè. Rồi cái này quá trời chị chốt mà không được luôn, mà này chốt được sao đâu. Đó mà may mắn em số điện thoại với em cái gì rồi? Cái gì vậy? Rồi cái liềm em nha mấy chị yêu nha, gọi chốt đơn chưa chị ơi? Tên gì? À, tên nào? Tên gì? Gọi chốt đơn đi hết rồi mấy chị ơi, chia sẻ like lên cho Hải nha, ghi em mã luôn nha. Mấy cái đơn này là nhầm số với lại không gọn nghe máy nè. Cái chi đậu, đậu gập nè. Còn có nghe máy đâu mà đậu gập với đậu không? Trăm anh gọn nghe máy. Rồi cái liềm em mã may mắn kèm số nội luôn cho Hải luôn ha, lên nhanh mấy chị ơi, hôm nay nhiều hàng đẹp lắm luôn ấy. À, và hàng mà mấy chị biết hàng tao bao mà 69.000 á, mấy chị nào không xem like được á là không chốt kịp luôn ấy nha mấy chị nha. Ghi liềm em mã may mắn kèm số nội giùm em luôn ha. Em tặng mấy cái đơn mà của mấy bạn gọi nghe máy ha. Nguyễn Khánh Linh cho hai số nội đều sai hết nè. Bà này là cho hai số nội hả? Bà mình hủ lên hơi số tuổi quốc gia đó. Mà cháu đi dễ Huế đúng không? Ừ. Cũng gặp hơi tiếng Huế luôn nhưng mà hơi chưa chờ khó. Chị, đài cát đinh. Rồi lên đi mấy chị ơi, tặng luôn ha. Chị ra tương tác này bên anh tặng cho nó nhanh mấy chị ạ. Chưa lưu mấy người này vô hả? Để lấy giá được. Dẹp hết vô đi. Rồi lên đi mấy chị ơi. À, sao em không thấy ai gọi chốt đơn? À chị Lan Phương ơi, nhắn tin dùm cho em với. Em bao bìu ha. Sao không gọi mấy người mà cọc đó lại báo luôn rồi. Sẽ biết đâu. Cái gì vậy, mua đen ngồi quay. Mua đen ngồi biết. Rồi lên nha mấy chị yêu nha. Anh chị chốt xong thì mong nhận được. Cảm ơn chị ha. Chị Hải ơi, chị ship hàng bên nào vậy? Chị ship bên bưu điện nha em ơi. Ship bên bưu điện nha. Rồi ghi liền em nha mấy chị nha. Em tặng cái set vest nào đầu tiên đi mấy chị. Rồi cái này em tặng vest trước nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn. Dành cho chị nào chia sẻ like nha mấy chị nha. Và set này là set cuối cùng trong kho Hải. Cái set này luôn ấy, Hải hết sạch nha mấy chị nha. Rồi chốt liền em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn. Còn mình liên tục lên nha mấy chị nha. Chia sẻ like lên nha mấy chị nha. 3 lần vào trang cá nhân, 5 lần hồi nhóm để chế độ công khai, bấm like và viết dùm cho Hải nha mấy chị nha. Rồi lên nhanh mấy chị ơi. Lên mã may mắn kèm số điện thoại lên nha em ạ. Đúng rồi, khách cũ bên em không có gọi chốt đơn á mấy chị. Nhưng mấy chị nha, bên em gọi khách mới thôi mấy chị. Khách mới, khách cũ mà mua 3 lần, 2 lần mấy chị quen bên Hải rồi á thì mấy chị không cần phải gọi chốt đơn. Bên em không có gọi chốt đơn nữa nha mấy chị nha. Bên em sẽ gửi thẳng luôn cho mình luôn nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã này là mã
may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn. Chị nào mà chưa chia sẻ like thì chia sẻ liền giùm cho Hải nha. 3 lần vượt trang cá nhân, 5 lần hội nhóm để chế độ công khai, mấy chị cho Hải xin một nút like bài viết để có tương tác luôn. Và mấy chị cảm giác như là, ví dụ như là mấy chị nào mà bị ẩn tương tác á, mấy chị cảm giác là dường như là không, mình mà Hải không thấy á mấy chị, thì mấy chị cho Hải xin một nút like bài viết nữa nha mấy chị yêu nha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn. Chia sẻ mạnh tay lên nha mấy chị yêu nha, để mình tương tác mấy chị nha mấy chị yêu nha. Rồi ghi liền em mã giùm em nha mấy chị yêu nha. Ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn. Rồi chốt mã đầu tiên này mấy chị nè. Rồi lên mã đầu tiên nha mấy chị yêu nha. Rồi mã đầu tiên Hải xin chúc mừng cho chị nào đây. Rồi mã đầu tiên nha mấy chị yêu nha. Mã đầu tiên Hải xin chúc mừng cho chị Lâm Bảo Trinh 0329419185. Rồi chúc mừng chị Lâm Bảo Trinh 185 này. Chúc mừng cho chị Lâm Bảo Trinh 185 ha. Lâm Bảo Trinh 185 rồi tiếp nha mấy chị yêu nha. Rồi tiếp một cái set nữa này mấy chị nè. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn nha mấy chị yêu nha. May mắn kèm số điện thoại, set này cũng set cuối cùng luôn nè. Mấy bà này chọn hàng thì sao gõ nghe máy luôn á. Đây nè mấy chị nè. Trời ơi bó tay thật luôn á mấy chị. Mua hàng gì mà lúc nào không vậy mấy chị ơi, 5 lần 7 lượt có chốt đi chốt lại cũng không nghe máy là không nghe máy mấy chị. Mua hàng vậy thôi chứ vô tranh làm gì mấy chị ơi. Rồi tiếp nha mấy chị yêu nha. Ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị yêu nha. Rồi mã may mắn tiếp theo nha mấy chị yêu nha. Hãy xin chúc mừng cho chị Trang Nguyễn ha. 0968222749 nè. Trang Nguyễn 749 nè. Chúc mừng chị Trang Nguyễn 749 ha. Chúc mừng cho chị Trang Nguyễn 749. Chị nào Trang Nguyễn 749 đâu. Rồi lên nha mấy chị yêu nha. Tiếp luôn. Rồi tặng liên tục luôn đi. Bấm nhanh lên luôn đi. Rồi em xin chúc mừng cho chị Anh Chi nè. Cho chị Anh Chi nha. Rồi tiếp đi mấy chị ơi. Không mình lên đi mấy chị. Tặng nhiều nhiều một chút xíu ha. Rồi đi liền em luôn nè mấy chị nè. Rồi chúc mừng cho chị Anh Chi nè. Rồi tiếp cho mấy chị yêu nha. May mắn kèm số điện thoại tương tác với em mấy chị ạ. Cái liền em tặng hết cái bao hàng của chị Đài Cát Linh này luôn ha. Rồi tiếp em chúc cho chị Dung Nguyễn ha. Dung Nguyễn 0869944969 nè. Rồi chúc mừng cho chị Dung Nguyễn 969 ha. Tương tác cho Hải xin một nút like đi mấy chị ơi. Rồi, Yến Nhi 558 chia sẻ like lên với em mấy chị ơi. Rồi giờ Hải lên cho mấy chị cái gì đi ăn đi mấy chị ha. Rồi đợi em xíu nha. Cố gắng về xe mà chị lên lắm là giúp em được. Rồi em lên cho mấy chị một con áo này chia anh 10 cái luôn ha. Rồi cái này ghi liền em mã tặng 49k kèm số điện thoại giùm em luôn. Em chốt cho 10 chị nha, 10 chị nha. Trời ơi đẹp chưa, 49.000. Cái này là xin em quay lại giá là 69.000 nha mấy chị nha. Em tặng chia anh cho mình luôn 10 cái đầu tiên ghi liền em mã. Ghi liền cho em nha mấy chị nha. Chốt đi giùm em mã tặng 49.000 giùm em. Anh dành em dành tặng cho 10 chị nha mấy chị nha. Cái này là áo trắng này mấy chị, vải xô này mấy chị này. Áo trắng vải xô nha mấy chị nha. Chốt đi em mã tặng 49.000 giùm em. Form này 55 cái đổ lạnh em ok giùm cho Hải đẹp lắm luôn á. Hàng to bao của nhà Hải nha. Lưu ý giùm em nha mấy chị nha. Lên mã tặng 49.000 mấy chị nha. Tối nay em sẽ dành nguyên một đêm để like hàng to bao cho mấy chị luôn. Tầm khoảng là 2.500 hàng nha mấy chị nha. Nên mấy chị tương tác giùm cho em luôn, lên hàng to bao nha mấy chị nha. Đồng giá 69.000. Cố gắng tương tác lên nha mấy chị nha để dành hàng nha. Tặng 49.000 với Trang Nguyễn. Chốt đi em mã tặng 49.000 giùm em. Chúc lên mã tặng 49 cho em ạ. Kim em mã tặng 49 hàng cao bao đó mấy chị ơi. Lên mã may mắn ơi, lên mã tặng 49 cho em bây giờ. Mã đầu tiên em chưa ăn cho mấy chị ạ. Tặng 49 ngàn với Hoài Phương. Hàng 49 này là không ai bán đâu mấy chị ơi, tranh thủ chốt nha. Tặng 49 ngàn lên với em mấy chị, hết mã may mắn rồi. Tặng 49 ngàn với Kim Ngân Huỳnh. Tặng 49 với Thảo My. Kim em mã tặng 49.000 giùm em. Rồi bắt đầu em qua hàng nha mấy chị nha. 49.000. Rồi cái áo đẹp chưa? Rất mắt chưa? Ui đẹp quá. Tặng 49 thì Trang Nguyễn có rồi ạ. Lên mã tặng 49 cho em mấy chị ơi. Giờ lấy liền mã tặng 49 cho em ha. Mấy chị cố gắng chia sẻ like được chút mã tặng mấy chị nha. Tặng 49 cho Tình Ly. Rồi em nói cái áo này mấy chị ra shop mấy chị muốn phải là 130.000 luôn ấy. Chị nào mua quen của Hải rồi mấy chị biết không mấy. Có rồi chị nha. Tặng 49 cho chị Hiền Thị Đinh. Rồi, ghi liền em mã A1 giùm em 69.000 lên luôn ha. Cố gắng trộn đủ đơn trên 100.000 để thứ 5 anh em dân luôn ạ. Cái line nó có sáng không vậy? Có cái line có sáng. Không? Ủa, sao tự nhiên mắt. Tặng 49 cho Thư Nguyễn 740. Tặng 49 em còn 2 con, giờ lấy số liền mã tặng 49 cho em ạ. Đâu rồi, không coi. Hello Nguyễn Hồng Tặng ha. Rồi bắt đầu em lên A1 nha, 69.000 giùm em. Tặng 49 cho Viên Nguyễn.
A một dùm cho lại nha, trời ơi mấy chị. Làm bố giấy trang thì lưu hết mấy bạn ạ. Rồi em nói là mấy chị lưu ấy, nhận hàng con này mà không phải là hàng mà mấy chị mua mà chín mấy ngàn hay là trăm mấy ngàn gì cũng chịu đúng. Lên mà A1 69 ngàn nha mấy chị ạ. Rồi kim em mà A1 69 ngàn, cái này hàng bán đồng giá 69 ngàn không tỷ nha mấy chị nha. Rồi kim liền em mà A1 dùm em 69 ngàn dùm em. Cái này phong mỹ này xịn lắm luôn nè. Phong mỹ đợt này xịn mấy chị. Hàng này nói chung là đáng đồng tiền một chút xíu nha mấy chị. A1 69 ngàn cho yếu tròn. Đáng lắm, đợt này hàng này xịn to lắm. Giờ lấy cái này mà A1 69 ngàn cho em ạ. A1 69 ngàn cho Hoài Phương. Mấy chị nè, nhìn A1 69 ngàn cho Thục Châu. Phong đợt này xịn lắm luôn nha mấy chị yêu ơi. Đây nè, heo nè mấy chị nè. Đây nè, phía sau của nó nè. Đẹp chưa? Đồ này xịn lắm luôn nha mấy chị yêu nha. Rất là xịn luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghi liền em mà A2 dùm em. Thái Huỳnh Phượng nha, A1 69 ngàn cho Tình Dũng Ngọc Phúc. Áo phong đợt này đẹp lắm mấy chị. Nhìn xịn sò lắm. A1 69 ngàn cho Thảo My. Ở đâu cũng ship hết nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghi em mà A2 69 ngàn dùm em. Đợt này phong xịn lắm luôn nha. Phong rất là xịn luôn. A1 69 ngàn cho Thương Nguyễn. Xịn mà mấy chị nhận về trên to y như hàng Âu mình mua mà hàng 4-500 ngàn cái áo á. Chắc đã lắm luôn nha mấy chị yêu nha. Ghi em mà A2 dùm em 69 ngàn phong này đã chưa. Trời ơi nhìn là ghiền luôn á nha. Rồi cái này ghi liền em mà A2 dùm em. Ghi em mà A2 nha. Ủa chị chuyển khoản cho em hả? À, không biết nữa, để xem lại coi cái gì. Rồi ghi liền em mà A2 dùm em. Giờ lấy em mà A1 lên mà A1 chứ em ạ. Rồi ghi liền em mà A2 nha. A2 69 ngàn cho Diễm Phúc. Trời ơi phong đúng xịn luôn. Bữa nay mà chị nào mà không mua được cái lô phong này là tiếc lắm luôn á. Nhìn cái hàng này mấy chị. A2 69 cho Dung Nguyễn. Cái hàng mà nó theo hết luôn nha mấy chịu nha. Theo cho mình luôn nha. Phía sau cũng theo cho Hải luôn nè. Đó, nhìn phía sau. A2 69 ngàn cho Yến Tròn. Phía sau theo nha, phía trước này y như hàng mình mua 3-400 ngàn hàng cắt. A2 69 ngàn Lâm Bảo Trinh. Giống rồi chắc hàng Âu luôn, không sai gì hết nha mấy chị luôn nha. Kim em mặc A2 A1 69 ngàn cho Hằng Suka. Ok, Rosa Lê này hả? Hả? À, Lê Rốt. À, quần Hải Mang có bán. Có luôn, trời quần Hải Mang giờ bữa nay là lấy quần chị mang trước đi cho em. Quần em mang bữa nay mấy chị chốt tha hồ luôn và nhớ là Dung Nguyễn có rồi chị nha. Nhớ là phải chốt nha mấy chị yêu nha. Không được là Hải ơi còn quần này hay không. Bữa đây là về đợt cuối cùng đó. Về đợt cuối cùng nha. A2 69 ngàn cho Hoàng Nhung. Nè mấy chị nào mà fan Taobao thì mua liền con này nè. Đây là chị Huynh Rõ Thục Châu mua nè. Đẹp nhất nách con này luôn. Em nói nhận cái con này về nè mấy chị. Vải xô theo á. Xô theo nha. A3 dùm em 69 ngàn dùm em. Chốt nhanh dùm em mà A3 69 ngàn dùm em. Con này là hàng xô mà nó theo nè mấy chị nè. Nó theo mấy chị thấy không? A2 69 ngàn hai coi cho Bảo Ngọc Nguyễn. Mấy chị nhìn cái nền vải của nó rất là lạ luôn. Lê rốt A1 thôi. Rồi cái này ghi liền em ha. Là Nhung Lê á. Rồi cái này ghi liền em nha mấy chị ơi nha. Lê rốt là Rosalie hả? Tối nay có luôn. Dạ có. A2 69 ngàn cho Thảo My. A3 đẹp lắm luôn ấy. Này mấy chị nè. Mấy chị lấy nhanh con A3 này nha. Con A3 này xuất sắc luôn, nhìn cái cổ bèo. A2 xuống nhà như Minh Nhật, A2 xuống nhà như Thục Châu. Thôi mà A2 cái cổ nó nha, màu xanh vỏ đầu dùm cho em. Chốt em mà A3 dùm em. A3 nha, 69. A1 hai cái 69 nhà như Rosalie. Rồi cái này ghi liền em mà A3 dùm cho Hải nha. 69 ngàn dùm em. A3 này có mấy con rồi mấy chị. A3 này chắc đã lắm luôn, siêu siêu đã nha. Hàng của nó là hàng vẫy xô mấy chị, mấy chị biết vẫy xô đúng không? Vẫy xô là cái dòng hàng mà mấy chị hay đi mua hàng mà kiểu giống hàng à. Hàng si á mấy chị, hàng si hàng với hàng sinh nhật này kia nó có á nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em 69 ngàn mà A3 dùm em. A3 nha, áo kiểu này mấy chị nè, tai bèo dùm em nè. A3 dùm em 69 ngàn, chốt nhanh mấy cái hàng này đi mấy chị. Đúng mà A3 với em mấy chị, A3 cho Linh Thùy. Rồi em lên quần em mang luôn ha. Quần em mang này có cho mấy chị tầm khoảng được 40 cái á. Giá là 69 ngàn, mấy chị có lên web tìm nha. Lên web tìm đi, hàng này không phải là hàng mà mấy chị order 150 về chịu gì em cũng chịu luôn. Nha mấy chị yêu nha. Cái quần của nó lên form rất là đẹp. Hoàng Nhung có A1, A2 rồi chị nha. A3 xin nhà cho Trang Nguyễn, cố gắng em bên đây luận tên ạ. Dạ rồi á, chị Nắng Phạm ơi, hãy đi đơn rồi á. Tiếp hãy nhắn tin, chị nhắn tin. A2 hết là chị ấy như A3 xin nhà cho Nghi Hạnh. A3 xin nhà cho Bảo Ngọc Nguyễn. Chị Bảo Ngọc Nguyễn lấy mấy cái quần này nè. Mấy quần này đã lắm luôn, hãy đối mặt luôn á. Trang Nguyễn có rồi chị nha, chị Nghi Hạnh có rồi ạ. Nhìn chất này mấy chị nè.
Nhìn chắc đã chưa? Rồi cái này ghi liền em mã A4 giùm em ha. A4 giùm em, giá là 69.000. Kim em mã A4 cho mấy chị được nha. Chốt nhanh giùm em. Cái này mua mấy màu mặc luôn đi mấy chị, đừng mua một màu hay là đừng mua hai màu mấy chị. Em mặc luôn ấy. Quần này mang xuống lắm luôn nha mấy chị được nha. Cái này mấy chị phải order giá là 100 mấy ngàn á, lưu ý giùm em ha. Nhận chắc vải nó sẽ khác nha mấy chị được nha. Ghi liền em mã A4 giùm em, 69.000 giùm em. A4 cho em ngày cho thục châu. Ghi em mã A4 giùm em, 69.000 hàng ta bao này mấy chị nè. Cái này mấy chị mua đi, quần này mang xuống lắm. Ghi liền em nha mấy chị được nha. Chốt liền em mã A4 giùm em. Bách lắm luôn á. Ủa tính ra được có muốn mấy con này. Kim em mặc A4 giùm em. Quân hãy mặc A4 xíu ngày như Nguyễn Bích Phương. Trời ơi mấy chị ơi, cái này mà em mặc luôn á, có chị Tiết Ly là chị mua mấy màu luôn á. Thật sự nó rất là xịn mấy chị, nhìn cái chất của nó đã lắm. Đây. Nó khác hẳn với hàng của mình ha, mấy chị cứ thử đi mấy chị. Thử mua mấy cái phone quần này nè mấy chị nè. Nó khác với hàng của mình lên nha, nó khác hẳn luôn. Đây nè mấy chị nè. Đã lắm. 69.000. A4 69.000 cho Thảo My 2 cái. Kim em mặc A4 ha. Lên mã A4 69.000 cho em nha. Kim em mã A4 gì nè. Áo em mặc rồi xíu nha. A4 69.000 cho Kim Trang. Cố gắng chờ đủ đơn trên 100.000 để thứ năm anh em đi đơn à. Bên anh gom đơn tới thứ năm mới chị nhá. A4 69.000 cho Yến Trần. Chị Thảo My có rồi à. Quần này chắc là bị xe luôn. A4 69.000 cho Maxi Thiên Nguyễn. Ui trời, cái chân quán nó đẹp chưa. Lên mà A4 xíu ngày với em mấy chị ơi. A4 xíu ngày cho Xuân Nguyễn. Chiếc quán này đẹp lắm nha. Trời ơi. Lên mà A4 xíu ngày với em ạ. Đỡ xuất thầy với em. Chiếc này đẹp. Đã lắm mấy chị ơi. Kim Trang có rồi nha. A4 xíu ngày cho Hầu Võ. Nè mấy chị nè. Nguyễn Phương có rồi chị nhỉ. Trời ơi chân quái này mấy chị. A4 xíu ngày cho Hằng Hằng. Cái này chân quái này em có xây mồi nha. A4 xíu ngày cho Tuyết Liều An. Xay mồ này mấy chị nè. A5 dùm em, xay mồ nha, 69.000. A4 Thảo My có hai con rồi nha. A4 xuống dưới này cho Phạm Hiền. Ôi, cái chân quái này mặc có cái áo này đúng rồi. Hết mới mà, thì số thuận lên với em mấy chị ơi. A5 dùm em ha, xay mồ. A4 xuống dưới này cho Xuân Nay. Chân quái xay mồ nha. Chân quái xay mồ dùm em, A5 dùm cho anh. A4 xuống dưới này cho Hoàng Nhung. Rồi cái này ghi liền em, mã chân quái xay mồ dùm em. Chân quái này đúng đẹp luôn. A4 xin ngàn cho Hiền Bé. Cái liềm em nha mấy chị nha. Cái em mặc A5 dùm em. A5 cho Hải nha, 69.000 mấy chị. Mấy cái hàng cao bao này 69.000 mình tranh thủ chốt đi mấy chị nha. A4 hàng hàng có rồi nha. Ngày này là Xuân Ni có rồi ạ. Chiếc Lê Hoàng An có rồi nha. Giờ lấy cái liềm mặc A5 với em cho khỏi bị nhầm mẫu, 69.000 luôn ạ. Cái liềm em mặc A5 mấy chị ơi, lên mã cho đúng đi mấy chị ơi, khỏi bị nhầm. Còn con này trước thì có mấy con, vừa đúng được à. Vừa được 5-6 con gì đó, tranh quá trời tranh luôn. A5 trước cho Hoàng Nhung. Phải chưa. Cố gắng chờ đủ đơn cho 100.000 để thứ năm em dương luôn với chị khách mới á. A5 số 9.000 cho Rosalie. Mấy chị. Chờ lên mà A5 lên mà A5 với em à. Bữa trước về mấy chị, hỏi quá trời luôn. Chương quái A5 cho Bảo Ngọc Nguyễn. Chương quái xây mờ đó mấy chị. Còn cái này ghi liềm em mà A6 dùm em. Rồi, bữa trước em về được có 3 con. Năm cho Nguyên Trân. 5-6 con kia đó. Mấy chí hổ quá trời luôn, màu này hốt lắm luôn á. Rồi kia em mặc A6 giùm em. Rồi kia liền em mặc A6 nha. A6 giùm em, màu này trend lắm luôn á nha. Riêng cái gì chứ màu cam là năm nay hơi bị trend luôn đó mấy chị nha. Chốt em mặc A6 giùm em. A6 cho mấy chị nha, 69.000. Chị nào mà thích trend thì lấy liền đi nha. Cái liềm em mã à. Mình rất mấy cái vải khô này dễ sợ. Cho lấy cái liềm mã A6 lên cho em, 69.000 cho em. Vừa xem vừa chia ra cho đó lên cho em đi mấy chị ạ. A6 cho Thục Châu. Trời ơi nhìn cái áo này. A6 Thanh Hòa Phạm. Trời ơi lâu lắm rồi mới thấy chị Thanh Hòa Phạm nè. Chị lấy áo này đi chị. Em nói chị là danh dự của Hải là cái áo này phải order phải là A6 cho Nghi Hạnh. Order phải là hàng 189.000. 189.000 ha. A6 cho Thảo My. Thôi A7 dùng cho em. Nhưng em
Em nhìn cái áo này mà áo sáu là điều thủy. Thật sự luôn á mấy chị, nhìn nè. Mấy chị nhìn vải, cái vải của nó là vải xô á mấy chị. Áo sáu phong lan. Xô hàng á mấy chị kìa. Thật sự luôn á. Áo sáu thu thủy vàng. Em nhìn cái áo mà em nói mặc mấy chị luôn á. Em biết diễn quả. Áo sáu cho Nguyễn Quỳnh Như. Nha. Yeah. Em biết nói sao về cái đồ xịn của 755. Nó 755. Em mặc luôn mấy chị cứ nhận áo sáu bảo Nguyễn hai con. Thì em bán 69.000 bao giá, bao chấp cho mấy chị luôn. Áo sáu thảo mi có rồi nha. Cái liềm em mà A7 dùm cho Hải nha. Ôi mấy chị ơi, tự nhiên con mắt nó mờ mờ khó chịu quá đi. Nhớ giờ không không. Quên nhỏ mắt chứ. Chút nữa gì nó như bỏ bỏ. Con cho chị quá. Bỏ một miệng thôi, chút mỗi người một chút. Lên mà A7 69.000 cho em chứ gì Yến Trần cho đúng mà chứ em chứ khỏi bị nhầm mẫu mấy chị nha. A7 69.000 cho Loan Huỳnh. Rồi cái này ghi em mà A8 thì mẹ. A7 69.000 cho Tứ Lều ai. Mấy chị, đợt này áo phong nó là hàng mà dạng như là nó xịn hơn cả hàng mà chắc mà hàng bình thường luôn mấy chị, xịn lắm luôn đây nè. Mấy chị nhìn thấy này nó theo nè. Chắc đã lắm. A7 cho Kim Trang. Rồi cái này kim em mặc A8 thì chắc con Mỹ được này đã lắm luôn. Kim em mặc A8. A7 xếp như cho Nguyễn Kiên. Cái này chị Vũ Anh gọi chị đó lấy không nè. Cái này mỗi mã nó con nè. A7 xíu nha cho Mia. Màu trắng này mấy chị. Con mèo chị Hoàng Nhung lấy cái này không nè. Mỗi mã có một con nè. Chị Hoàng Nhung lấy không? Cái con cam này được hai con nè. Đây báo Hải nha, con mèo nè. Màu trắng nè. Màu hồng chữ nè. A7 cho lên thì hồng nhân. Con ngày mai nó nè. Cái này chiều lấy thì chốt liền em mà lấy. A7 cho Phạm Đăng Ni. Ôm nha, có một cục à. Một cục thôi nha. A8. Mấy chị ơi, A7 đẹp quá mà còn hai con kìa. A8 xíu ngàn cho Nguyễn Kiên. Như là mạng bị chặn hay sao mấy chị. A8 xíu ngàn cho Trầm My. Cho mà ôm. Chị Bảo Ngọc ơi, chị lấy cái này mấy. A8 cho chị Bảo Ngọc Nguyễn bốn con. Chị Ngọc, chị Bảo Ngọc với lại chị nào mà ôm cái hàng này thì báo em nha. Đây cái này mỗi mẫu có một con nè. Hay là giờ em like như thế này cho mấy chị lấy nha. Không thì chị nào lấy thì báo em nè. Có mỗi mã nó có một con ôm lẻ màu luôn đi mấy chị. Đây nè. Ui con này đẹp lắm luôn. Để em cho mấy chị xem nha. Em cho mấy chị xem. Đây nè. Mấy hàng này xịn sò lắm luôn á. Chị nào mà ôm hàng lẻ thì báo em nha. Thì nó có mấy con, một con, một con. Ôm cho Nguyễn Kim. Đây nè. Mỗi mã nó có một con thôi á. Đây nè. Chị nào lấy thì lấy cho em nè. Rồi đẹp ơi. Đẹp đẹp. Còn theo nhìn nó xinh nè. Nhìn xinh lắm luôn á. Ui đẹp quá luôn nè. Mấy chị ôm, chị nào ôm thì báo em nha. Chắc không nè. Cái này ghi liền em mà mã ôm hồng. Ôm hồng đi mấy chị. Ôm hồng nha. Chị nào ôm mấy cột thì báo em nè, em cho mấy chị xem nha. Cái này nó sao nó bị lẻ mẫu vậy ta. Ôm cho bạn Ngọc Nguyễn. Đây nè. Bỏ mã con. Ê nhìn nó Hoàng quá. Hoàng Dung hồi bữa cũng dặn luôn. Hả? Chị Hoàng Dung hồi bữa cũng dặn đúng không? Ờ chị lấy bao nhiêu cột. Chị lấy bao nhiêu cột chị báo em nè. Ê đẹp quá luôn nè. Đẹp quá luôn ấy. Để đủ mẫu. Đi mà xin quá đi, mấy cái áo con này đã quá nè. Mà khổ cái mỗi mã nó có ít quá đi. Nè mấy chị nào lấy mấy cái thì báo em nha. Đây nè, đi đẹp điểm. Giờ lấy số lượng bao nhiêu cái báo em luôn để bên em chốt cho nó nhanh mấy chị ạ. Xịn lắm mấy chị ơi. Mấy chị lấy bao nhiêu cái báo em nha, để xem em lấy cho nè. Rồi. Ê áo con này đẹp quá mấy chị ơi, em mặc luôn. Đúng xịn luôn. Ừ, xịn. Không phải đúng thịnh luôn, không biết nói sao luôn á.
Ê nữa nè, chị nào ôm bao nhiêu cục thì báo em nha, em biết em có mấy cục. Em cho mấy chị coi ha, tất cả đều là hàng theo hết luôn. Tất cả đều là theo hết nha. Ê nè, xịn chưa? Xịn con bà sò luôn ấy, xịn lắm. Áo phông này đúng đẹp luôn, nhức nách luôn nha. Áo phông này không đẹp, không lấy tiền mấy chị luôn. Cái này mà phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn. Nè. Trời ơi, mấy chị ơi. Ê mấy chị nè, cái này nó lẻ mẫu á mấy chị, để đợi em xí em lên cục nhiều ha. Phong mà lai lẻ mẫu này nó lâu lắm. Lai từng cái không luôn á. Cái này hàng nó đắt hơn xíu. Đúng kia đó nè, đó nha. Kéo con rồi, cái cầu luôn mấy chị đó. Cho anh kéo con nữa, anh dựng. Coi đi chị nào lấy mấy cái đó xíu. Thảo My 5 cái nè. Nè, trời ơi đẹp quá. Nè, nhìn này mấy chị này nó theo nha. Nè, không phải là tại vì nó một cái không á mấy chị, với lại nó một cái một cục nó nhiều màu như này đó mấy chị thấy không. Đây nè, hàng của nó nè, hàng này là hàng mà hàng xuất Korea luôn á. Đây nè, dễ thương nè, đẹp lắm mấy chị, nó theo hết cho mình luôn á. 69.000 một cái rồi mấy chị, đẹp lắm. Em cho mấy chị xem á, để cho mấy chị biết là hàng nó xịn cỡ nào á nha. 69.000 một cái rồi mấy chị. Phong này xịn lắm. Đây nè, mấy chị nhìn nó theo nè. Hàng nó đẹp lắm luôn nha. Hàng này mấy bạn hay đi mua hàng si á, nó thật là như vậy luôn á nha. Hàng mới 100% luôn. Nó một cục như thế này nói chị nè, dạng như là hàng nó lẻ mẫu á. Nên là em like cho mấy chị Lý Hạnh 10 áo. Đây nè mấy chị nè, hàng đẹp lắm, siêu đẹp luôn. Phải gọi là ví dụ như một cục như thế này nè mấy chị nè, nó có nhiều màu nha mấy chị nha. Nó có màu trắng nè, nó có màu xanh cho mình nè, nó có màu vàng cho mình nè, đẹp lắm. Nhức nách luôn, mỗi mã nó có lòng mẹ. Em nó rinh, nó rinh nhiều mấy chị. Thôi vậy thôi, chị nào lấy thì báo em mấy em ơi, là em lấy cho. Hay em lấy cho nha, em cho mấy chị xem con này nữa nha. Cắt một chút xíu mà nói chung là rất là xịn rồi. Không trắng nè, nhìn đẹp lắm. Đây nè, đẹp lắm, siêu đẹp luôn nha. Ai vậy? À, cái gì điện chị lấy á, cho chị à, chị ba cục nha, ok. Chị Hoàng Nhung á, ok thì em để cho chị nha. Ờ, còn heo, em like cái khác đi. Rồi em lên cho mấy chị một cục okay, lẻ okay nè. Chị Hoàng ok, ok. Em lên cho mình một cục lẻ nha, rồi em xíu. Rồi em lên cục lẻ cho khách lẻ chút nè. Nha. Rồi em lên một cục lẻ nè. Đi bỏ vô cọc đi hộn luôn. Nghe đẹp nhất. Rồi em lên đại một cục lẻ rồi đó nha. À, rồi lên mấy cục. Rồi cái này ghi liền em mã. Mã 29 kèm màu, màu xanh với màu hồng nè. 29 kèm màu xanh và hồng, đẹp quá mấy chị ơi, đẹp rút lắm. Không biết nói sao mấy chị. Phong này đẹp lắm. Rồi lên lẻ nha, lên lẻ cho mấy chị một hai cục ha. Tại vì cái này nó cục nó mấy cái này. Rồi A9 kèm màu giùm em, màu xanh và màu hồng. Xanh và hồng giùm em ha mấy chị nha. Em thấy chị Nguyễn Tiên á, anh ăn thêm đi, chị nào lên mấy cục anh bấm nó luôn đi. Còn ngày mai là mấy cục đó. A9 kèm màu giùm em. A9 A9 kèm màu xanh và hồng với em ạ. Rồi A10 kèm màu lên với em bây giờ. A9 xanh cho chị Trà My. Rồi A10 kèm màu giùm em, màu trắng màu hồng. Đẹp quá. A9 xanh cho Lộc Nhung. Mấy chị mấy cái áo phong này nó đơn giản mà mặc nó đẹp lắm. Kiểu đơn giản lắm mấy chị kìa. Rồi cái này ghi liền em mã A10 kèm màu giùm em nè. Phong đơn giản mà đẹp lắm nha. Đơn giản mà là hàng theo hết luôn. Đây nè mấy chị nè. Đẹp chưa? A9 xanh cho Trúc Đặng. Rồi A10 màu trắng màu hồng giùm em có hai con. A9 em còn màu hồng thôi mấy chị nhá. Bởi vậy như vậy đó mấy chị. Một cục nó chỉ có được mấy cái mấy màu rồi xong gì đó mấy chị. Có cục thì nó có mỗi mã một cái thôi. Nó có nhiều lắm mấy chị. A9 em còn màu hồng thì chị nào lấy A9 hồng cho Nguyễn Kiên. A10 có kèm màu không? A10 màu trắng màu hồng.
Ai chính lúc này mấy em còn màu hồng thôi mấy chị vậy? Ví dụ con này mấy chị, mỗi mã nó có một con, hai con. Ai chính hồng cho thanh niên vợ. Đẹp chưa? Đây này mấy chị này. Ví dụ như này này, thì nó chỉ có mỗi mã một con, hai con, ba con là cùng thôi á. Nhưng mấy chị chính hồng cho nghi hạnh. Nó không có nhiều nữa mấy chị, mà phong là 100 cái là 100 cái đẹp nha mấy chị ơi nha. Yên tâm, phong nhà mấy chị mua rồi chỉ có ghiền thôi á nha mấy chị ơi nha. Em nè nó xịn lắm nè, phong chữ đi cái sao này đó, các chị thấy không, toàn là hàng xịn không mà chứ không có hàng thường nha. Lên mã 10 kèm màu trắng và hồng với em chưa? Hàng này tỷ nhất cũng phải là hàng 140-160 ngàn. Mã 10 trắng hồng cho chị Rosalie, cái này cũng phải là 140-160 ngàn một cái á, không có hàng rẻ nhưng mới chịu nha. Đây nè em lấy áo chạy mặc ok. Đây nè mấy chị này, thấy không mấy chị này, một tiếp chữ nữa. Ở 10 trắng với Thảo My. Cái này chị nào lấy 3 cái thì chốt 3 cái giùm em. Cái này chị nào lấy 3 cái thì chốt 3 cái giùm em ha. Hoặc là cho chị ba, chị không lan 3 cái này ha. Thật sự luôn á, này đừng có mà không biết giờ bóc ra cái gì luôn á. Nhìn ghét ghê luôn á mấy chị ơi. Ở 10 hồng cho Nghi Hạnh. Em cho mấy chị xem nha. Không biết la kiểu gì luôn. Thương chưa? Nó đơn giản mà nó đẹp lắm mấy chị. Đây nè. Ok chị Rosalie nha. Mà y như vậy màu trắng ha. Để vậy nó để mã nó có ít chị ơi. Mà cục này có nhiều em like. Màu trắng, màu xanh, màu hồng mã mã số 1 kìa nè. Kim em mã số 1 kèm màu gì nè. Rồi cái này kim em mã số 1 kèm màu nè mấy chị. Màu trắng, màu xanh với màu hồng. Mã số 1 kèm màu giùm em trắng, xanh và hồng nha. Mỗi mã nó có mấy con nè mấy chị. Cái này em like cho mấy chị. Mã 1 kèm màu trắng, xanh, hồng giùm em. Đẹp lắm. Áo phông này là lâu lắm rồi mới có về lại á mấy chị. Nhưng mấy chị yêu nha. Hàng này xịn sò lắm. Yên tâm là hàng xịn nha mấy chị yêu nha. Yêu liền đi. Rồi cái này ghi liềm em nè, đẹp chưa? Mấy chị yên tâm, phong mỹ này em nó mặc mấy chị luôn ấy. Chỉ có mặc là chắc thôi mấy chị, nhưng mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghi liềm em ha, hãy để chị cái áo hoa đen trên ghế đi. Ủa em đâu có hoa đen nào trên ghế hả ta? Đâu có hoa đen nào trên ghế hả? Rồi ghi em mã số 1 kèm màu, đợi em xíu nha, em lên liền cho mấy chị hàng nhiều lắm luôn á. Là từ từ nha. Số 1 kèm màu trắng xanh hồng với em đó mấy chị ơi. Số 1 hồng, số 1 xanh với thanh niên vợ. Rồi 69 ngàn. Số 1 hồng với Trúc Đặng. Trời ơi. Đẹp chưa? Trời ơi mấy chị ơi, cái này đẹp lắm nha. Nhìn đơn giản mà đẹp lắm luôn đó. Kèm cái đai vô là nhức nách luôn. Cái này mấy bạn hay mang với lại giày bốt rất là đẹp luôn nè mấy chị. Số 1 trắng cho chút út hơn. Đẹp lắm. Cái này cài vô nè. Đó, ai mang cũng đẹp hết ha. 69 ngàn, 55 cái đổ lạnh em ok. Chúc em mã váy xám giùm em. Đẹp quá. Váy xám này xịn nè mấy chị, có 5 con à. Số 1 trắng hồng với Trần Dương. Rồi chốt em mã váy xám giùm em. Ui cái con này đẹp lắm luôn nha. Nhìn đơn giản nha. 69 ngàn rồi mấy chị nè. Kèm đai cho mình ha. Con này đẹp rồi mấy chị. Hàng to bao quá. Số 1 xanh cho Hồi Hồi. Con này là có dây tăng đơ cho mình luôn. Rớt qua như thế này. 69 ngàn váy xám giùm em. Xịn sò nha. Xịn con bà sò luôn. Rồi chốt giùm em. Chị Nguyễn Phiên ơi, để xíu hãy để cho. Hãy còn nhiều lắm. Hãy rất là chung ấy. Không phải là còn, không phải là một hai cái đâu đây nè. Nhiều lắm. Chữ này con mèo. Số 1 hồng trắng cho chị à. Loan Hình. Nó có like á. Để hãy để cho mấy chị á. Chứ hãy like. Số 1 xanh cho Nguyễn Lê Thu Hiếu. Nó không có like. Bóc ra like á. Đây nè. Nha. Hãy để cho mấy chị á. Nên là chị nào lấy mấy cục thì báo lại. Mà xám á. Thôi là chị nào lấy mấy cục thì báo. Cái xám hai cái số 9 ngàn cho chị Phong Lan. Cái này nó màu đẹp không mà mấy chị. Nó không có cái màu mà đậm nha. Nó có mấy cái màu pha thôi mấy chị. Đây là cái để cho mấy chị nó không có like á.
nhiều lắm, rồi hết tiếp. Vậy sao em xin ngày gì Yến Trần? Kim em ở vây sáng. Vậy sao em xin ngày gì Yến Trần? Không đồ mà cái này. Em cảm ơn gì tiếp giao nha. Rồi tiếp cho mình luôn ha. Cái gì? Đẹp chưa? 69.000 chứ không em mặc caro giùm em. Bởi sao mới thọng mi? Caro này xây mờ nha. Hàng to bao luôn đó, đẹp nhất hết luôn. Được mấy con à? 69.000 chứ không em mặc caro giùm em. Caro xây mờ giùm chả 69.000 được mấy con à? Rồi cái này tôi phải lấy đâu? Sáu đó anh làm cái này lên nè. Bạc rồi gì nè. Khánh mới mặc em số thật là như em luôn đi biết chị ơi. Rosalie có rồi á, à, thọng mi có rồi à. Lên cho mình cái áo hoa người ta ba đi. Caro sao đến ngày cho Phong Lan. Có cái liền em mã caro nha mấy chịu nha. Hai cái. 39.000. Caro sao đến ngày cho chị ạ. Caro tao xin cho Nghi Hạnh. Các chị. Con này có đăng gần rồi nha. Vải nè. Hàng mắt sườn. Caro sao đến ngày trong vỏ. Đây. Đẹp lắm nha. Chúc em áo hoa giùm em. Kim em mặc áo hoa phôm này mấy chị này 55kg mang vừa luôn ấy. Chị nào mà ngực to mang cũng được. Cái đó xứng cho thì lại thu. Cái này ngực to mang cũng đẹp. Cái đó xứng ngay cho thục châu. Áo hoa này đẹp lắm luôn ấy, 69.000. Giờ lấy caro xứng là mặc caro xứng như như em ạ. Kim em mặc caro 69 à, ngàn giùm em. Rồi cái này kim em mặc áo hoa giùm em ha. Chị nào lấy caro cho caro giùm em ha. Caro đẹp mà, caro siêu đẹp luôn, em còn 4 con cuối cùng. Giờ lấy áo hoa lên mặc áo hoa với em 69 ngàn luôn ạ. Ô hoa 69.000. Ô hoa 69.000 cho chị Huế Nguyễn. Chị Huế Nguyễn lấy phong Mỹ không? Hoa 69.000 cho Phong Lan. Hoa 69.000 cho Sô Lê 2 cái. Rồi chân quái hết hết nè mấy chị. Chúc em mở chân quái đi. Chân quái này 60kg mang đẹp đó mấy chị. Chân quái này đẹp nè. Chân quái caro pin tịch lắm luôn á. Nè. Chúc em mở chân quái giùm em. Chân quái này đẹp nè mấy chị. Chân quái này lấy liền đi mấy chị. Thật sự luôn 69.000. Ồ, hoa 69.000 cho Trần Duyên. 69.000 mình mua được cái hàng rất là xịn sò luôn nha mấy chị. Ồ, hoa 69.000 cho Tài Khuyên. Xịn sò lắm luôn á. Nha, 69.000 cho mấy mã chân quái nha. Hoa còn hết chút rồi. Hồi hồi caro 69. Rồi ghi mấy mã chân quái nha mấy. Chân quái 69.000 cho Phong Lan hai con. Cho mấy mã chân quái nha, giờ lấy caro thì chút caro. Caro cái chút giùm em á. Còn cái đó là chân quái. Rồi cái này ghi mấy mã cam giùm em. Gì, chân quái. Cam dùm cho em nè, chúc em mở cam, cam, caro cam dùm. Caro cam này có một con không mấy chị? Chúc bái xứ này cho Lộc Nhung. Caro cam này có một con nha. Chúc bái xứ này cho Yến Nhi. Chúc bái xứ này cho Hồ Thị Lệ Thu. Để lấy caro cam lên, mở caro cam với em 69.000 luôn ạ. Có cho mấy chị một cái con đầm này xinh lắm luôn nha. Con này hãy sẽ bán cho dân cho mấy chế luôn nè. Cam xin cho Phong Lan. Cam là một con. Này con bi này phôm đẹp lắm luôn ấy. Rồi con bi này em bán cho dân cho mình luôn ha. Giá là 75.000 cái đầm. Đẹp lắm nha. Phôm của nó như mấy chị. Rút dây vô nha, 75.000. Cái này em bán rằng đó mấy chị nha. Mình mặc tới đâu mình rút dây vô nha. Rút bay vô nè mấy chị nè. Đẹp lắm. Siêu đẹp luôn nha. Đây nè. Ghi em mã đầm bi 75.000 dùm em. Cái con này là hàng. Hàng này được trước em về giá cao hơn mấy chị. Mà thôi em like luôn cho mình luôn ha. 75.000 phôm này bao nhiêu ký mang cũng vừa hết. Một cái đầm mấy chị cứ nghĩ đi, không bao giờ có giá 75.000. Mấy chị cầm 120, 130 chưa chắc mua được một cái đầm hàng to bao nha. Thật sự luôn, cầm 130 chưa chắc mua được cái áo luôn. Đừng nói là một cái đầm hàng to bao nha. Rồi cái này chị lấy cho em mã đầm bi dùm em. 75.000 dùm cho Hải nha. Phôm này ai mang cũng được hết mấy chị. Nha mấy chị nha. Phôm này chị nào mang cũng được hết. Rút dây vô. Đầm bi hai cái gì Phong Lan. Nha mấy chị nha. Rút dây vô ai mang cũng được hết nha. Ghi dùm em mã đầm bi dùm cho em mấy chị.
đầm bi nha mấy chị nha. Đầm bi dùm bi lâm xuân này 75.000 dùm em, ai mang cũng đẹp quá, tóc siêu đẹp luôn á mấy chị. Cho em mở đầm bi dùm chai. B 75 cho Xuân Nguyễn, B 75 cho Tình Lê. Rồi cái này ghi lì giùm em nè mấy chị mẹ. Rồi đẹp đi đâu luôn. 69.000 cho mẹ mã số 1. Nè đơn giản mà đẹp chưa. Xây mờ. B 75 cho Danh Thi Nguyễn. Cái này xây mờ nha, mã số 1 giùm em. Ghi mẹ mã số 1 dùm cho Hải nha. 70, à quên 69.000 mã 1. À, chị Danh Thi Nguyễn. B 75 cho Danh Thi Nguyễn. B 75 cho Mai Trần. Nói chị bao nhắn tin qua để bao rồi. Xong lại chứ đi lại vô. Ok chị. Chị Danh Thi Nguyễn ơi, chị nhắn tin B 75 cho Thảo My. Mấy chị nào lấy sỉ á, mấy chị nhắn giùm em cái ép Zalo của Hải với. Tìm mấy chị không ra luôn á. Đến B 75 cho Hậu Võ. Mà số 1. Rồi kia liền em mã số 1. Đã chưa? Mã số 2 sau 9.000 rồi. Kia em mã số 2 sau 9.000. Hoodie màu trắng, đã lắm. Chị Hồng Phúc mới mạng em số điện thoại lên cho em luôn đi chị ơi. Đâm bi chị Thảo My có rồi nhá. Hoodie giùm em. Số 1 sau 9.000 cho Rosalie. Hoodie màu trắng ha mà. Số 1 sẽ ngày cho Trang Nguyễn. Chắc của nó không phải là chắc nỉ bông nha. Không, em không thích nỉ bông tới mấy chị nha. Cái chắc này là chắc phong Mỹ mà hàng hoodie á, chắc nó dày hơn phong Mỹ một chút xíu. Nhưng mà chắc của nó cũng từ là hàng phong Mỹ ra đó mấy chị. Rồi cái này ghi liền em ha. Ghi giùm em mã hoodie giùm em, mã số 2 giùm em ha. 69.000. Chốt em mã số 2 69.000 giùm em. Chắc xịn nha mấy chị nha. 4 con. Ghi em mã. Hồ đi trắng đen về Hiến Nguyễn. Hồ đi trắng thôi. Đâu hồ đi là hồ đi đen rồi. Cái đùa. Hồ đi trắng về Hiến Nguyễn. Rồi cái này có quần bên trong cho Hải luôn. Không có đen gì Hiến Nguyễn ha. Đẹp chưa? Chân quái gì mày. Chân quái xuất sắc luôn. Hồ đi trắng cái gì phong lan hai cái. Rồi chân quái. Hồ đi trắng với bạn Hồ Nguyễn. Rồi chân quái này có size S với size L nè. Chờ lấy size nào của mình sẽ nói chút em mã chân quái kèm size dùm. Chân quái kèm size nha, size S và size L dùm kìa. S và L chờ lấy size gì của mình sẽ nói dùm em. Có quần bên trong luôn nha. Rồi chân quái kèm size dùm em, S và L dùm kìa. Không luôn hả cái. S và L. Cho em một cái nhé. Giờ lấy chân quái kèm chân quái vô đi. SML luôn nè, cho chị Hiếu Nguyễn đủ size SML. Quái đủ size chị Hiếu Nguyễn, 69.000. Mở một cái này. Ghi liền em mở tặng 29 giùm em nè mấy chị. Cái này là em bán tặng cho mình. Này em để này một cái rồi đó. Có dây tăng đơ. Chúng mấy sẽ cho thấm ubi. Có dây tăng đơ nha. Có mút ngực luôn nè. Dây tăng đơ nè mấy chị nè. Đây mấy chị. Cái này vừa bán vừa tặng nha. Ghi em mở tặng 29 giùm em. Chứ quá ai xây phong lan. Rồi cái này ghi em mở tặng 29 giùm em. Áo chị hãy bằng còn một khác không? Áo hãy bằng hãy. Hồi nãy chị biết không, phải lấy cho cái cục mà nó lộn xộn á mấy chị. Hãy bóc cái nào mặc cái đó à, thì nó rất là đẹp luôn á. Cái phong nào nó cũng đẹp quá. Phong nào cũng đẹp hết á. Chúng bán đó em chỉ còn CL thôi mấy chị ạ. Kèm cái áo này, cái ngực của nó đẹp luôn á. Đứng cái ngực nó đứng này. Em tao bao nó lên cái mốt ngực nó đứng sụn luôn mấy chị, đẹp lắm. Mấy chị nhìn cái mốt ngực nó đứng đã lắm luôn á.
Kim em ở tặng 29 giùm em, nhìn mốt một đứng đẹp lắm luôn á. Chú Bách sẽ lời cho Hồi Hồi. Chú Bách sẽ lời cho An Huỳnh. Rồi tiếp. Kim em ở tặng 29 giùm em. Chú Bách sẽ lời Thảo My. Chú Bách bên em hết sẽ rồi bây giờ. Đầm này mấy chị, đầm này là mấy chị ơi, có thể mặc được hai kiểu. Chú Bách sẽ lời cho Quỳnh Thư. Một kiểu á là gắn cổ, một kiểu là không gắn cổ. Ok chưa mấy chị? Ok la chưa mấy chị? Đây nè. Tặng ai giống như Bích Hương. Cái này mấy chị, à cái này không phải mấy chị ơi, mặc cái này mấy chị này. Cái xong mình mặc kiểu giống như là cổ giả mấy chị. Cổ giả mấy chị, đẹp lắm luôn. Đầm đen dùm em này, 69.000, size cho mấy chị 55kg. Tặng ai giống như Mia Mia. 55kg mang vừa mấy chị, cho em mã váy dùm em. Tặng ai giống như Yến Trần. Cái này xinh lắm luôn ấy, cái này xinh lắm nha, 69.000. Tặng ai giống như Phong Lan hai con. 55kg nữa làm em ok á mấy chị, đẹp lắm. Giờ lấy cho em mã váy dùm em. Tặng ai giống như Lam Lam. Đầm đen dùm em nha, đầm đen này đẹp này mấy chị. Tặng ai giống như Hồ Thị Thu. Đầm đen này được có mấy con thôi. Đẹp lắm mấy chị ơi. Tặng ai giống như Hoa Anh Đào. Tặng ai giống như Kim Quá. Phân lồn hơi kế. Như con dữ kế. Đầm đen 69 ngàn. Đầm đen 69 cho gì Phong Lan. Rồi cái này em có 3 set thì mới chị 79 ngàn. Chả lấy cho em mã set 79 ngàn. Em có được 3 mấy set à? 79 ngàn. Chả lấy cho em mã set 79 thì mình. Hả? Rồi cái này ghi liền em nữa mấy chị. Cho mấy mã set. Đầm đen xuống nhà cho Phong Lan hai con. Set 79 ngàn có được 5 set rồi. Set 79 thì em 60 cái đó là em ok gì nè. Đầm đen cho Bảo Ngọc Nguyễn. Đầm đen xuống nhà cho Hế Nguyễn. Đây xuống nhà cho Bảo Ngọc Nguyễn. Thôi bên này xuống nhà. Kim em mã set 79. Rồi chương quái caro được có mấy con? Chương quái caro hãy được mấy con? Đẹp chưa? Rồi cái này chị lấy cho em ở chân quái caro gì nè. Chị Huệ có tính phí ship không? Dạ có mấy chị ơi. Ship là 20.000 một đơn nha. Số 79.000 chứ cho chị nghĩ gì hả? 20.000 là dành cho chị nào đã chuyển khoản rồi mấy chị nhá. 20.000 là chị nào chuyển khoản cho Hải á mấy chị. Còn nhà Hải không phải đi ship nha. Mấy chị cứ nghĩ đi, bán 69.000 là Hải bao nhiêu mấy chị nha. Mấy chị không tin hàng của nhà ấy á, các bạn nếu các bạn mà khách hàng sẽ bị những phong lan ba xếp, các bạn đi mua chỗ khác là hàng là 150, 140 một cái á, nhưng mấy chị này bảo nguyện này bán 69.000 không có lãi nên là không có đi ship đơn của ai hết mấy chị, tất cả đơn nhảy trước giờ không có đi ship nha mấy chị, không có đi ship đâu. Rồi cái này chị lấy cho em mã chân váy caro dùm em, chân váy caro dùm cho Hải nha, 69.000 cho em mã caro 69.000. Kim em mã caro 69, caro 69 thì mình chị hãy xin nút like bài viết cho mấy chị tương tác chạy đi. Kể lên cái này mã caro 69 ngày như Bảo Hồng Quyển. Ok. Ý cái chân mã caro mấy chị ạ. Đó thì lo xa lê rồi, nhưng mà mạng dưới lên chậm mở rồi còn em chốt hết cho mấy chị ạ. Cái nào có em chốt không mấy chị, cái hồi mấy chị không nghe đọc tên á. Rồi lấy caro xíu là mà caro xíu. Rồi cái này ghi em mã áo hoa dùm em nè, 69.000 áo hoa dùm cho Hải nha. Ghi cho Hải mã áo hoa này đẹp nè. Áo hoa này lúc nãy em có lai một phát rồi đó. Đây nè mấy chị nè. Coi giảng dùm cho Hải nha. Chốt ghi em mã áo hoa dùm cho Hải. Ghi mấy chị ơi, chân quái này xong lấy này có nhiều gì lấy lắm mà.
Áo hoa dùm em ha, 69 ngàn dùm em. Áo hoa 69 ngàn dùm em Nguyễn. Áo hoa này có 5 con rồi. 5 con rồi mấy chị ơi. Nè, cái chân quát caro đẹp như thế mà mấy chị. Caro đen đẹp lắm luôn ấy, phôm to nha. Cái da dạ, phôm 60kg mấy chị may vừa luôn chải luôn ấy. Chân quát này xinh lắm luôn ấy. Chân quát đẹp lắm mấy chị ơi. Kim em mã caro dùm em ha. Chân quát caro hai con. Kim em mã chân quát caro dùm em. Thôi mà số 1 số ngàn cho chị Rosalie. Chân quát caro số ngàn cho Ngân Thu. Lên cho mấy chị ha. À, phong phong xanh dùm em 69 ngàn. Ốc phong này đợt này là đợt cuối cùng chị. Mấy chị em hết rồi. Rồi cái này ghi liền em xanh dùm em. Phong xanh dùm em. Phong xanh dùm em ha 69 ngàn. Chúc em mã xanh nha. Phong này đẹp lắm. Rồi phong này đợt này là hết rồi đó mấy chị ơi. 69 ngàn. Cái này là về chung với hàng này luôn á. Bán 69 ngàn cho Nguyễn Kiên. Rồi tím này có được 3 con nữa nè. Giờ lấy tím chốt tím cho mình. Rồi tím này được 3 con. Nãy chị nào không chốt được thì chốt cho nè. 3 con nha. Giờ lấy tím chốt tím cho mình. Được 3 con duy nhất nè. Xanh sẽ đến ngày như nghi hẳn. Tím hoa sẽ đến ngày như vậy như hồng nhật. Trời ơi. Biết hơi xa cái này này luôn á. Xanh sẽ đến ngày hai cái phong lan. Rồi cái này kim em mã kem xanh. Chữ gì mà kem chữ ha, lấy quần mình chị đây, lấy quần con đi. Lấy quần, quần đi. Kem chữ giùm em. Ủa kem chữ này đẹp lắm đó chị ơi. Kim em mã kem chữ giùm em. Kem chữ này đúng xuất sắc luôn ấy. Hoa đen hồng nhật có rồi chị nhá. Phong phong này không tím đúng không? Phong tím đó. Phong lên bông xanh. Không tím cho Nguyễn Kim. Xanh mới lên đầu tiên thì cũng không xanh. Phong tím đi đổ Kim Thu. Phong tím cho Mỹ Lộc. Hết mà phong tím à. Rồi cái này là quần này mấy chị nè, quần này còn ít nha. Giờ lấy quần này chốt quần giùm em 69 ngàn giùm em. Rồi nhận cái chất quần này đã lắm mấy chị ơi. À cho chị ít cục đùi. Em chửi với Phong Lan. Ít cục đùi em bên như đồng hồng. Em chửi với Thu Yên. Em chia mẫu ra đồng hồng. Em chửi với Thảo My. Em chở với Thùy lên 946. Trời ơi, quần nha, 69 ngàn. Quần này mấy chế ơi, đừng mấy bạn lấy thủy đừng lấy một con. Thật luôn á. Em thật luôn á, Huy Nhân Thành luôn á. Quần này đẹp lắm luôn á, có cái áo phông á. Em chở với Loan Huỳnh. Quần này mấy chị thấy mấy bạn người ta bao toàn có cái áo phông không à, đẹp lắm. Với lại phố với lại áo kiểu cũng đẹp lắm. Trời ơi, cho em mở quần gì nè, 69 ngàn gì nè. Thật sự luôn mấy quần này, mấy chị mua đi, mấy chị khách lẻ người ta còn mua mỗi mạ một cái luôn á. Kim em mở quần gì nè, 69 ngàn gì nè. Quần 69 ngàn gì đâu Thịnh. Kim em mở quần 69 ngàn. Quần 69 ngàn gì Thảo My. Còn 69 ngàn hai cái với Rosalie.
Quân số dính ngang với Bảo Ngọc. Rồi cái này ghi liền em mã sọc. Quân số dính ngang ba cái Bảo Nguyễn. Rồi cái này ghi liền em mã áo sọc gì nè. Áo sọc này chắc lắm luôn ấy. Áo sọc số 9000 gì nè. Tay hai nút nha. Hai nút cho mấy chị được nha. Rồi cái này chị lấy thì chốt liền nha. Ghi liền em mã nha. Mã sọc gì nè. Cho mi sọc số 9000. 69.000 một món hàng mấy chị ơi, quá là rẻ luôn. Thời này mà ai bán được cái này sao chứ trong hình. Ok, bây giờ không ai bán cái gì mà 69.000 đâu mấy chị. Một cái quần xì người ta cũng bán cho mình giá là trang. Một cái quần xì hàng cao bao cũng bán cho mình là giá là 590.000 rồi mấy chị. Nha, hàng này không ai bán luôn ấy. Chân vái này. Quần 69.000 cho thì lại thu. À, chân vái này là size S này mấy chị. Chân váy này cũng có size S thôi nha. 69.000 cho em mã chân váy gì mẹ. 69.000 size S. Quần 69.000 nhân anh thì Mỹ Liên. Size S mà phong to lắm mấy chị. Thay mộ. Quần 69.000 cho tôi sale 2 con. Cho em mã chân váy 69.000. Cái này để cho bé gì nè. Để cho bé cái này chị ơi, quần đùi nha, quần đùi này là hàng mẫu mới luôn á. Sọc thứ này là Ngọc Nguyễn. Hàng co giãn nha, em bán cho mấy chị 79.000 có sỉ nha. Còn từ hàng này không có đi mấy chị luôn. À, mấy bạn đi nhập sỉ á, người ta cũng lãi được 5.000, 10.000 á. Đi em quần này em lãi được 2.000 á, nha mấy chị ơi nha. Cái này em có size SML, mấy chị nào lấy theo ri thì chốt ri dùm em ha. Mỗi mã em có được 5 ri nhưng mà hai bạn kia lấy mỗi mã 1 ri rồi. Thì em còn mỗi mã được 2-3 ri cho mình thôi, nhưng mới chịu nha. Mỗi mã chỉ có được 3 ri thôi, nên là chị nào lấy size gì của mình size đó. Chị nào lấy theo ri thì chốt ri dùm em ha. Đùi 79.000 em bao giá toàn bộ cho mình luôn. 9.000 lúc nãy cái Thảo Nguyên. Theo 2-3. Theo thì mấy chị này. Đó, quần có coi dễ cho hãy nè. Nên là chị nào lấy size gì ghi em mã đùi kèm size cho khỏi nhà. Hàng xịn nha, lưu ý dùm em nha mấy chị. Không phải là hàng tào lao bí lao đâu mấy chị, em có thật sự luôn ấy. Áo sọc cho tôi sao liền. Còn đi liền em nha. Quần kèm size, chị nào lấy hay thì chút ri dùm em ha. Giá là 79.000 có sỉ dùm em một cái quần nha mấy chị luôn nha. Chắc là đã luôn nè. Đã lắm, thầy nó thật sự luôn, quần này có thật sự. Quần 79.000 kèm size chứ 79.000 kèm size dùm em. Cái này có ít lắm mấy chị ơi. Quần đùi 1 ri cho Nghi Hạnh. Rồi cái này ghi liền em mã số 10 dùm em nè. Trời, quần này đẹp quá luôn đi. Cái chị ơi, mã số 10 kèm màu dùm em, kèm size dùm em nè. Quần đùi sẽ mời cho Diễm Trần. Đẹp lắm mấy chị ơi nè. Nhanh nha, mã số 10 kèm size dùm em, SML dùm em. Trời ơi, quần này đã gì đâu. Số 10 1 ri cho Thảo My. Theo nha, mã số 10 kèm size dùm 11. Em. Còn màu mấy? 11, ở đây 10. Ở đó nào? Ở đây là 10. Các em chốt đùi thôi nè, em chốt đùi. Ở đùi. Mã 10 kèm size SML dùm em. Dùng cái này cao giãn đó, mang sướng lắm mấy chị. Trộn cửa. Thảo Mỹ Phạm đùi CL 79.000. Dính đùi đó bên em, dính gối đó bên em còn một con xe S đó bây giờ chứ đi đào thịnh. Này, hàng tao áo nó đẹp này mấy chị. Em cho mấy chị xem mấy này ha. Cho em một chân váy xe S đi xe lê tốt chưa. Ừ. Để mình xem một
loạt đơn rồi, cái gì mà buôn hàng với lại cảnh báo thôi chứ. Chờ cái liền mã số 10 kèm size với em à, 10 xem 10 cho Út ngon. Trời ơi, chị nào khoa của mấy cái đầm này chốt nhanh chưa chưa. Trời ơi, chị không lay lấy không. Tới 9 ngàn cho mấy mẫu chân quái nè. Trời ơi, đẹp gì đâu luôn mấy chị ơi. Lốt nè, dài nè, đẹp chưa. Ôi, cái này mà mới chế ôi. Đưa một ly cho Thảo My, rồi một ly cho bạn Ngọc Nguyễn. Chân quái mà có túi vậy. Không có vàng có túi nữa kìa. Rồi đúng tình luôn ấy. Quần hay cái gì? Ủa cái quần hả? À? Ủa cái quần mấy chị ơi, cái quần phải nói nhầm. Không cái quần. Ê sao chị nhìn đúng thấy rồi, nó. Có một con CL đó mấy chị ạ. Ê cái quần mà nó xịn hè. Cái quần mấy chị ơi. Đúng rồi CL thu. Nó là cái quần. Mà nó y như cái chân váy vậy đó. Lên quần xanh dùm em cho có nhầm điện nhìn. Chị không tưởng nó là cái. Nè. Cái quần mấy chị ơi. Được cái quần cái gì nè mấy chiếc quần quần xanh cho khỏi nhầm mà đẹp lắm nha, đẹp lắm, xịn lắm, xịn lắm mấy chị, quần xịn lắm ấy. Nè hoa nữa nè, yêu đẹp quá đi á. Xịn lắm mấy chị ơi. Này kia em mẫu quần hoa giùm em nè. Quần xanh 69 ngàn như phương tròn. Mấy chị ơi mua mấy cái này nè, mặc lên nó như cái chân quái gì đó mấy chị, đẹp lắm. Quần xanh 69 ngàn như hướng dương xanh. Quần em mặc còn nhiều nào, còn mấy nào là. Quần hoa giùm quần xanh cho trăm đi. Rồi cái này kia em mẫu hoa này có 5 con. Quần xanh cho bông lan. Hoa này có được 5 con rồi mấy chị. Hết mã xanh ạ. Mấy chị hoa này xịn lắm nha. Ngày này mấy bạn hay đi mua hàng mà trong hàng với lại kia mới có đó. Bao nhiêu? Hoa 69 ngàn gì. Hoa xinh cho bông lan. Em biết cái gì này, cái gì này. Hoa xinh như bạn Hồng Nguyễn 3 con. Ui trời đất ơi. Mấy chị ơi, nó y như hàng mà hàng Âu luôn á, em thề mấy chị cái mẫu này luôn á. Mình đi lên web hàng Âu mình đi tìm đi mấy chị, tìm cái quần này nè. 6-700 ngàn luôn á, nha. Quan trọng là mấy chị nhận được cái hàng nó hết, nha mấy chị nha. Nó chắc, nó đã, nó đẹp nha mấy chị nha. Hoa số nhọn mi nguyện. Chị gọi là trend đó mấy chị, trend nha mấy chị nha. Trời ơi, đê dùm em nha. Trời em xỉu luôn cái quần này luôn á, nha. Em biết nói sao cái quần này luôn á nha, mấy chị nha. Bèo giùm em 69 ngàn. Chốt em mã bèo giùm em. Bèo mấy chị ơi, chốt em mã bèo nha. Bèo giùm chị ạ, 69 ngàn rồi nè. Trời quần này không biết nó sao đi cho mấy chị biết là nó xịn sò luôn á. Quá là đẹp luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Bèo giùm em mua quần bèo này mang. Bèo 69 ngàn hay coi cho Phong Lan. Mặc cái quần nên là người ta gọi là đẳng cấp đó mấy chị ơi. Mà không ai nghĩ mình 69 ngàn đâu nha. Rồi chốt giùm em mấy chị. Chốt em mã bèo giùm em. Bèo 69 ngàn cho Rosalie. Rồi cái này ghi em mã bèo giùm em ha. Bèo giùm chặn 69 ngàn giùm chặn nha. Bèo 69 ngàn. Cho Sunny. Chứ mấy mã bèo ha chị nào. Bèo số những ngày cho Phạm Hiền. Chị nào mà ghiền hàng ta bao mà không mua được. Bèo số những ngày Trần Thị Ngọc Linh. Rồi chứ mấy mã bèo giùm em. Bèo này đúng đẹp luôn á. Đẹp quá. Bèo xin cho Trần Dương. Bèo xin cho Bảo Ngọc. Để cho mấy chị xem lại cái nữa nha. Cho nó đã nè. Thì cái quần bèo này mặc cái này nó cáo và rất tốt nữa nè. Đẹp quá luôn á. Trời ơi mấy chị ơi đã quá luôn nè. Bè xin như Bảo Ngọc Nguyễn 5 con. Đẹp lắm mấy chị ơi, xịn sò lắm nha.
mã quần beo giùm em nữa chị. Đẹp quá đó chị ơi. Bé xin cho tài khuyên. Bé xin cho Phạm Trang. Bé xin cho Mia Mia. Wow. Bé xin cho Thảo Nguyên. Rồi cái này ghi liền em mã dung caro giùm em 79 ngàn giùm em. Cái mã dung caro 79 ngàn. Wow. Bé xin cho Nguyễn Mai Trinh. Caro cam gạch đó mấy chị. Bé xin cho Yến Phạm. Hết mà em với chị, hết mà beo với chị nhá. Nè, trời ơi, xịn chưa? Dùm dùm em nha. Dùm dùm em này 79 ngàn nè mấy chị nè. Cái mẹ mã dùm 79 ngàn em được 5 con nè. Dùm 79 cho Hướng Dương, xanh 2 con. Chị Bảo Ngọc với lại chị, mấy chị lấy cái này không? Thì báo em nè mấy chị, cái này em có được 5 con thôi. Cái này beo nâu. Nó là màu mà màu nâu. Dạng như là nền, là nền màu kem. Còn cái vằn của nó là vằn màu nâu. Chờ lấy quần nâu. Dùm xin ngàn cho Phong Lan 2 con. Nâu nha. Cái vằn ngồi là màu kem. Vằn màu vằn đỏ là màu dạng giống như là màu nâu nâu á mấy chị. Nhưng mấy chị hiểu nha. Chờ lấy thì chốt đi giùm em. Dùm 69 cho Linh Trần. Dùm 69 ngàn cho Ly Hạnh. Mãi gì đó mấy em. Nâu. Vì nào lấy nâu lên mà nâu với em 69 ngàn luôn. Dạ lấy beo nâu rồi chắc beo nâu dùm đi. Trời ơi. Wow. Mấy chị ơi, cái đầm này không phải là hàng đầm. Mấy chị nhìn nè. Mình mặc lên mình đừng nói là ủa sao cái đầm này nó to nha. Kiểu như là mình mặc yếm mấy chị. Mấy bạn thấy mấy con mà mấy con hàng tao bao hay mặc không nha. Yeah, kiểu rất là đẹp luôn. Mình mang yếm được, mình mang mà dạng như là kiểu đầm mà dạng như là khoét vai như thế này nè mấy chị nè. Đẹp lắm luôn. Bi dùm em ha. Em có bi bi trắng, chị nói bi trắng cho bi trắng. Không, một cái thứ này cho chị Phong Lan. Bi trắng dùm em ha. Bi trắng này có 3 con rồi. Rồi lấy bi trắng, cho bi trắng giùm em. Bé nâu cho Nguyễn Thủy. 69 ngàn, cho em mã bi giùm em. Bi trắng giùm em, tao bao đẹp lắm luôn. Rồi bi nâu, chứ bi nâu giùm em, bi nâu được mấy. Bi nâu cho Rosalie. Dùm caro hết rồi mấy chị ạ. Bi nâu cho Bảo Ngọc Nguyễn hết, bảo bi nâu ạ. Nói sao đây ta? Giờ nói sao về cái con dùm này đây ta? Nói sao đây mấy chết để biết được cái độ xịn sò của nó. Bi trắng với Bảo Nguyễn. Rồi cái này ghim em mã dùm bi dùm em nè. Dùm bi nha, dùm bi dùm em. Trời ơi. Bi hai màu cho chị Phong Lan. Rồi cái này ghim em mã dùm bi 79 ngàn dùm em. Ui. Dùm bi 79 ngàn dùm em. Diễm vô nó có dùm này nè. Đẹp chưa? Ê biển luôn ấy. Đây mày, cái này mà để đi du lịch này. Trời ơi, đúng đẹp luôn á mấy chị. Bi màu đen à? Ờ, bi đó 18 đây. Còn đây là zombie. Ờ. Cái gì có bèo dưới này thì bỏ giá em. Giá tiền nhiều lắm nè. Vừa có người có bờ, có người có bờ. Kim em mở zombie dùm em cho khỏi nhầm mấy chị. Bi trắng với Trần Thị Kim Ly, rồi lấy zombie lên mở zombie dưới đây thì khỏi nhầm. Kim em mở zombie nha. Kim em mở zombie đi mấy chị. Dâm bay cho khỏi bị nhầm ổ trước luôn mấy chị nha. Dâm bay cho Nguyễn Thủy. Dâm bay mãi dâm bay nha, đẹp lắm. Rồi chân vái dùm em nè. Dâm bay cho Phong Lan. Mấy chị về nhận cái chân vái này đi nha. Tại vì là hàng này là nè mấy chị nè. Chưa bao giờ mình cầm được cái chân vái mà mình mua được cái hàng mà hàng phải là hàng hình như là thường thường là mua hàng 300 mấy ngàn đó mấy chị. Mấy chị nhìn cái độ vòng của nó nè. Cái này là em không có làm gì nha mấy chị ơi nha. Em chỉ mở ra này nè. Mấy chị thấy cái độ bồng của nó không? Rất là đẹp luôn, màu đen nha. Cái này lót bên trong.
đó, lớp dày bên trong luôn nha, rất là đẹp luôn, nhìn cái độ bầu của nó bó, thấy không mấy chị, đẹp lắm luôn, chứ mẹ mãi chân quái gì nữa. Chị bị đen chứ nghi hình. Đây cái mắt chị dễ thương, cái mắt dâu này mấy chị. Nhìn cái mắt cái dâu rồi mấy chị dễ thương chưa? Mắt dâu đó mấy chị. Con bi mà con bi đầm bi bi lúc nãy còn nãy có ba con rồi đó nha, cái đầm bi lúc nãy còn bi trắng lúc nãy số ngàn cho gì nhi, bi trắng lúc nãy có mấy con nữa nè chị. Chân với đen giùm em mấy chị ơi, em cái này em còn mấy con nữa nè, con này đẹp lắm, con này xịn sò nha, cái này chị nào lấy cho em mở váy giùm em, mở váy cho khỏi nhìn. Chị mới đang xuống ngày cho Quỳnh Thư rồi, cái này kim em mở váy giùm em, ai may cũng được hết á. Váy này có mấy con chắc lên nhìn này, bữa nay mấy cái đầm sáng đẹp lắm. Chị Bảo Ngọc Nguyễn ơi, em cho chị cái này nha. Em có mỗi màu một cái, em cho chị luôn nha. Đây, bắt cho chị luôn. Mỗi màu một cái nha, màu trắng, màu đen, màu xanh, ok không? Ok, báo ok hả nha. 69.000 ok thì lên ha. Mỗi màu một cái giùm ấy. Chị mới đem cho Thục Châu. Chị mới cho Thảo My. Mấy chị ơi, tét nách đó mấy chế ơi, thiệt luôn, không đùa đâu. Trời ơi, bụng rồi luôn. Ghim em mã xịn giùm em. Chúng mấy cái nghi hình. Ok, cho chị bảo. Rồi cái này ghim em mã xịn giùm em nè. Chúng mấy cái Hồi Phương. Được rồi, cho chị em. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Chúng mấy cái Yến Nhi 558. Trời ơi, em nói chị nào mà không bóc được cái hàng này thôi luôn ấy. Ồ, mã xịn giùm em nha. Chú mấy Tina Mini. Nè mấy chị nhìn cái váy của nó, mà nó có mấy con, 4-5 con. Chú mấy đen chua ngon. Cái mấy mã xịn giùm em ha. Mã xịn này đẹp. Đơn giản mà đẹp lắm nha. Lay nhìn đi. Chú mấy đen cho Đông Huỳnh. Thôi mở chân váy mấy chị nha. Rồi cái giùm em mã xịn giùm em, 69.000 giùm em. Cái này cho hết bảo vệ. Rồi cái váy lúc nãy váy sâu chín ngàn vàng. Rồi váy kia lên cho mấy chị. Phải lên luôn hai mà. Mày lên luôn hai mày cho con này. Đây, cái này lên hai màu cho mình luôn ha. Chờ lấy màu gì của mình màu đó giùm em đi. À, một con tay vàng, một con tay ngắn mấy chị ơi. Chị nào mà lấy hai màu cháu hai màu ha. Đây mấy chị nè. Bữa nào nó đóng mất mình mới dám. Xịn 69.000 cho chị Bảo Hồ Nguyễn. Cái này nó có hai màu nè mấy chị. Con này mấy chị mặc thêm mồ đổ lại là mang đẹp quá, đẹp chưa? Con nào cũng đẹp hết đó mấy chị. Mấy chị quốc hai màu nè. Mã số 1 kèm màu giùm em. Sần sâu 9.000 hai con như Thảo My. Mã số 1 kèm màu vàng và trắng giùm em, đẹp lắm. Chị cũng nói chị hoài gì. Dẫn cái màu nào dựt coi cho nè. Rồi cái này ghi liền em. Mã số 1 kèm màu giùm em. Sần cho Phong Lan. Một con tay trắng, trắng là tay tay dài. Vàng là tay phòng. Sần Yếu Hoài. Vàng là tay phòng nha. Vàng là tay phòng này nè. Hết mã xịn ạ. Đó. Rồi chiều lấy thì chốt liền em mã số 1 kèm màu giùm em. Mã 1 kèm màu trắng màu vàng nha. Màu nào cũng đẹp hết trơn á mấy chị, em mặc luôn ấy. Nè, màu vàng là cái tay của nó phòng nè.
cái tay của nó nè, đó chú em mà số 1 này thì có gì chung ha, ở bên có gì ngon thôi. Mở một kèm màu giùm em vàng và trắng nha, màu nào cũng đẹp đó mấy chị ơi. Của nó là nó hay. Một bao nhiêu nghi hạnh? Rồi chiều lấy chốt giùm em 69 ngàn kèm màu giùm em vàng và trắng giùm em. Một bao nhiêu Bibili? Rồi lên quần hiện. Một trắng cho Hậu Nguyễn. Một trắng cho Thảo My. Đèn này nhớ không? Đợt trước mình nhập vô 130 mấy cái quần này. Mấy chị, mấy chị có nhớ, còn nhớ cái quần này không mấy chị? Em giờ em mới nhớ, em cầm lên em mới nhớ. 115 ngàn đúng không? 115 ngàn cái quần này này. Nhớ luôn rồi đó mấy chị, giờ mới nhớ lại. Đây, coi dễ nha mấy chị. Rồi cái này ghi em mã rinh kèm size SML dùm em. Mua nhanh nha, nhanh còn kịp đó mấy chị. Mà hết đó, đây này, coi dễ. SML dùm em, mã quần, quần kèm size dùm em. Hả? Cô giữ cái bà kết nào, cầm lấy bộ. Cứ thả cho cô được một bộ miễn luôn. Mở một vàng số 9 ngàn, hai cháu cho Nguyễn Thủy. Và cái này rinh kèm size dùm em, SML. Em một vàng cho Nghi Hạnh. À, em là bấy nhiêu đúng không? Thế là nãy giờ chị để cho em rinh rồi đó. Em không còn mà lái nữa đâu. Em chị để cho em rồi. Rồi cái này quần kèm size dùm em, SML 79 ngàn có sỉ nha. Một trắng hay cái cho Nguyễn Thủy. Quần kèm size SML dùm trái có co giãn đó mấy chị. Một vàng cho Hiến Nguyễn. Rồi kim em mã quần kèm size SML nha, 79 ngàn. Chắc chú em đi mấy chị ơi. Cái lấy con BBL là gì mày mấy. À, xếp đồ mới về. Đã đẹp chú em. Cho con BBL, cái màu vòng á. Một màu vàng như Yến Nguyễn. Mấy chị lên quần đi mấy chị. Cái này nè, của BBL á. Cái liềm em mẫu quần kèm size SML dùm em. Trên dài là ngày mốt em like mấy chị. Còn bữa nay hàng gần tới á. Có hợp tầm khoảng thứ tư em like á. Thứ tư em like quần nha, quần dài. Bữa nay em like quần đùi chứ. Quần kèm size SML với em ạ. Quần một ri cho Thảo My. Quần một ri cho chị Phương Tròn. Rồi cái liềm em mẫu quần 79 ngàn mấy chị ơi. Rồi cái này ghi em mã xanh dùm em. Xanh nha, xanh vỏ đậu mặc rất là đẹp luôn. Phố đồ đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi nha. Đẹp lắm. Dài thì chưa mai nha. Dài thì chưa mai nha mấy chị ơi nha. Rồi cái này ghi liềm em nè, xanh vỏ đậu dùm em. Trời ơi cái quần này đúng đẹp luôn á. Quần tay. Quần tính 1 ri cho Nguyễn Thủy. Quần xanh vỏ đậu dùm em. Bao nhiêu ký may cũng đẹp hết nha. Quần này rất là đẹp luôn mấy chị. Đẹp nhất nách luôn ấy nha. Yeah. Quần này đã lắm luôn, xanh 69 ngàn dùm em. Lít trăm là trăm Vũng Tàu thôi em, đúng không? Đấy là bao nhiêu chứng khoản à? Đấy là sao, có trăm nè. Rồi có thêm khác mà. Rồi kim em mở quần xanh, hello chị Ngọc Liên nha. Xanh 69 ngàn như Thảo My, hai con hết mới bạn, số điện thoại là cho em được.
69.000 chị nào khoan quần bên này chốt đi nha. À quên, chị nào mà khoan quần quần này chốt đi nha. 18.000. Rồi em có cho mấy chị, em lên cho mấy chị một cái đầm hàng cao cấp. Lên 69.000 cho Thảo My 2 con. Em lên mấy chị một cái đầm cao cấp. Bắt đầu 69.000 cho Hiếu Trương. Nó cao cấp một chút xíu nha, em bán tặng cho mấy chế luôn cái đầm này giá là. Bắt đầu 69.000 cho Thùy Linh. 109.000, em lên hàng tao bao mà dường như là em về hàng mẫu á mấy chị, hàng theo mẫu á, 109.000 ha. À, size này cho mấy chị là 52kg đổ lại ok á. 52kg đổ lại nha, giá là 109.000. Giờ lấy thì chốt tìm em 109 có sĩ đó mấy chị. Xanh 69.000 cho Xuân Nguyễn. 109.000 ha. Cái này em có mấy con thôi mấy chị nha. Hàng này về về mà dạng như là bán chơi đó mấy chị, không có lãi đó. 109. Xanh 69.000 cho Ngọc Liên. Em mã đầm 109 có sĩ dùm em ha. Có mấy con rồi mấy chị ơi, mấy con thôi nha. Em về. Tính mới mã kìa, số điện thoại lên với em đi mấy chị ơi. Chị Thu Yên lấy quần xanh đúng không ạ? Quần xanh số này chị Thu Yên. Thân mới mà kèm số điện thoại lên với em đi mấy chị ạ. Quý anh chị sẽ lại tin tao lên với em ạ. Xanh số này chị Thanh Thanh. Xanh sơn chính ngành cho Nghi Hạnh. Rồi, Linh. Xanh sơn chính ngành cho Như Huỳnh. Hết mà xanh sơn chính ạ. Đây là một lệ chính. Nghĩa đây cũng còn nè. Này khác rồi, này khác rồi. Rồi cái này ghi em mã Linh, mã số 1 giùm em khác khác. Rồi cái này ghi em mã số 1, 79.000 có sĩ giùm em một cái. Xanh sơn chính hết rồi cái gì ạ? Hàng theo thì mấy chị giờ lấy ra một lần chứ, lấy một lần cho em ạ. Coi giãn nha, đã chưa. Rồi mã số 1 kèm size SML giùm em. Lấy một lần chứ nha Nghi Hạnh. Mã số 1 kèm size SML. Lấy một lần chứ nha Thảo My. Lấy một lần chứ nha Lê Rốt. Quần kèm size dùm em SML mã số 1 dùm em mấy chị ơi. Đây một là chính cho Ngọc Hơn. Mã số 1 kèm size SML. Rồi quần này đẹp lắm luôn á. Đây một là chính cho Bảo Ngọc Nguyễn. Mấy chị đợt này có mấy cái. Đây một là chính cho Thu Yên. Quần gì lên cao kia. Dạ không chị ơi. Cái đó là quần lưng cao đó mấy chị, quần này lưng cao rồi đó. Là một lần chính cho Nguyễn Hoài Minh. Quần này lưng cao rồi nha. Là một lần chính cho Lê Nguyễn. Quần này lưng cao nha, có coi giãn cho mình luôn ấy. Quần này mang sướng lắm. Nhờ mấy chị nhìn cái quy nút của nó hàng này mấy chị. Thôi mà làm một lần chính ạ. Đẹp chưa? Đẹp lắm. Chắc coi giãn đã lắm luôn á. Mã số 1 dùm em kèm size SML. Mã 1 kèm size SML dùm em 79.000. Lớn mã số 1 kèm size SML dùm em 79.000. Đẹp lắm. Mã 1 kèm size. Chị Hà lấy sĩ thì chịu khó lên mà SML dùm em luôn. Mới dễ lên ML bên em không chốt được. Quần 1 dùm 79.000 cho Phan Nhàn. Lấy sĩ thì mua về đủ size nó gì bán cái gì ạ. Ô nó đẹp. Ghi mê mặn ngắt giùm em. Nè nhìn cái áo nè. Trời ơi, thiệt luôn á mấy chị ơi. Số 1 xe cho Hiền Thị Đinh. Không còn từ nào để diễn tả được mấy chị. Mấy chị em ghi chữ mặn ngắt thiệt chứ. Em hoặc luôn ấy. Ôi cầm hoặc luôn á mấy chị. Em hoặc luôn ấy. Bây giờ mà cầm 69.000 mà đi mua được cái hàng to bao mấy chị ơi. Thiệt luôn ấy, không bao giờ có luôn ấy nha. Ôi 69.000 nè mấy chị. Ở này số 1 xe lời cho Thùy Nguyễn. Tai bồng nè. Đẹp mấy cái này chứ mặc với chân váy mà vinh tuyệt đẹp lắm luôn nha. Đẹp lắm nha. Rồi cái này ghi liền em mà. Áo hồng dùm em nha, thiệt luôn á, ngắt thiệt đó mấy chị.
Chị may mặc áo hồng gì đây? Đúng rồi, 1 ly cho chị Vinh Nguyễn. Nguyễn em mã hồng 69.000, có 50 con nè. Số 1 em còn 1 con CM, giờ lấy chút liền. Số 1 CM cho Nguyễn Thị Huệ. Em cái này có nguyên cục đó em. Lớn mà áo hồng 69.000 cho em bây giờ. Áo hồng 69.000 cho em đi hả? Áo hồng 69.000 cho Thiên Ngọc. Chắc đã chưa? Áo hồng 69.000 cho Kitty Kitty. Chắc đã lắm nha. Áo hồng 69.000 cho Phong La. Mát sườn này mấy chị nè, chúc em mã trắng giùm em. Áo hồng 69.000 cho Minh Thương. Mấy chị nhìn đơn giản mà đẹp lắm nha. Nhìn có đơn giản mấy chị nha. Rồi cái này chờ lấy cho em mã trắng giùm em. Đây nè mấy chị. Coi giản này. Con này em mang cũng đẹp hết nha. Rất là đẹp luôn, siêu đẹp mà vải đã lắm mấy chị. Vải mấy chị về cầm lên á, nó y như là gì luôn ấy nha, nó mềm mà đã lắm mấy chị. Rồi cái này giờ lấy cho em mã trắng giùm em ha. Trắng giùm em 69.000. Cho em mã trắng 69.000, mát sườn là biết rồi nha. Rồi cái liềm em mã áo trắng giùm em 69.000 giùm em. Trắng 69.000 em lấy cho mấy chị 10 con, hàng này cao cấp lắm mấy chị, mỗi mã nó được có 5 con. Mỗi cục của nó có 5 con thôi. Mỗi cục về được 5 con đó mấy chị. Chờ lấy trắng xuống trắng giùm em ha. 69.000 giùm em. Kim em mã trắng 69.000 giùm chị. Áo hồng gì chị thì lên lên chú chị áo hồng nào đó. Chị thì lên chị lấy cái gì mà đổi chị ơi. Áo trắng 69.000 cho Lê Rốt. Áo trắng 69.000 cho Phong Lan. Đùi rinh đùi. Áo trắng 69.000 cho Tình Dũng Ngọc Phúc. Coi giản thôi mấy chị. Rồi cái này ghi mấy áo rinh đùi dùm cho ai nha. Áo trắng cho Phương Toàn. Rinh đùi dùm cho em nè mấy chị. Lưng cao mấy chị kèm nè. SML dùm em. Rinh đùi này còn 2 ri à. Áo trắng cho Diễm Trần. 2 ri rồi mấy chị ơi. Tình Dũng Ngọc Phúc có rồi ạ. À. Rồi cái này ghi em mã rinh kèm size SML. Giờ lấy trắng xuống nữa lên. Lên mà trắng xuống với em luôn mấy chị hả? Ghi em mã rinh kèm size nha mấy chị luôn nha. Rinh kèm size giùm em SML giùm chị. Miễn thị có chưa? Chán rồi. Rồi cái này ghi liền em ha. Rinh giùm em kèm size SML vô mấy chị. Trắng 69.000 cho Nguyễn Thủy. Đây con này nó được mấy con rồi mấy chị ơi. Rồi cái này ghi liền em mã đầm 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 hoa heo nữa mấy chị. 75.000 ghi em mã 75 giùm em. Con này bán tặng luôn. 75.000 chị nào lấy cho em mã 75. Rồi một rây cho Phong Lan. Mấy chị ơi rinh dài em hẹn mấy chị mấy ngày nữa nha. Rinh dài chắc là thứ tư hãy mới like được đó mấy chị. Thứ tư hãy like rinh dài cho mình ha. Còn ngày mai chả hãy like dài dép của lần thứ tối hãy like hàng cao bao tiếp nha. Đuổi xé cho Ngô Thị Thu Trang. Cái gì đó là không có SML thì đó chốc đấy SML đó.
Rồi chứ sao ai chứng rồi bị lên. Mới em chọn đủ đơn trên trăm ngàn để ngày mai thứ năm em đi vô luôn mấy chị nhở. Nên xây lời cho Ngọc hơn. Chủ nhật được chưa phải chốt đơn thằng Thu Hiền. Em gửi cái địa chỉ cũ với chị luôn rồi chị ơi. Và cái liềm em bảo quần dài dùng. Quần dài dùng cái hải nha. Đồng hồ là bao nhiêu? 69.000, 75.000. Đồng hồ 75 năm cái chứ chị gọi Ngọc Nguyễn. Rồi cái này kim em bảo dài dùm em. Quần dài dùm em 69.000. Mấy cái quần này em bán thật sự mấy chị luôn á. Mấy chị nhận về mấy chị thấy cái chất của nó khác với cái hàng của mấy bạn order nha. Hàng của mình lên á là cái chất vải mà dạng như là chất khách hàng á mấy chị. Còn cái vải này mấy chị nhìn nè, nó có theo sớ luôn cho mình luôn nè. Đây nha mấy chị nha. Mà mặt nó không có bị xù lông mấy chị giặt nó không. Thôi 75 ngàn cho ngay nha. Nha mấy chị nha. Thôi 75 vô thì là thu. Chất nó là xịn sò luôn. Rồi chờ lấy thì chốt cái giùm em mấy chị. Cái liềm em nha. Cái liềm em thôi 75 cho phương tròn. Quần dài 69 ngàn giùm em. Thấy màu này toàn màu não phố đồ đẹp hết trơn mấy chị ơi. Dài xuống như nghi hình. Dài xuống như hoàn đầu. Rồi xong đi mấy chị. Đầu quần này mặc xuống lắm rồi. Em bán nhiều rồi mấy chị. Nay em về lại cho mấy chế á. Rồi cái này kia liền em mặc áo giùm em. Áo này chắc đã lắm mấy chị ơi. Thật luôn ấy. Đẹp chưa. Xong giùm em. Giờ ba cái bảo một quyển. Kim em mã phong gì nữa. Dạ hai cái thợ mi. Không này chắc đã lắm luôn ấy. 69 ngàn nè. Kim em mã phong 69 ngàn gì nữa. Quần 69 ngàn cho Lê Rốt. Quần xứ ngàn cho Hạnh My Nguyễn. Quần xứ ngàn cho Hồ Thị Lệ Thu. Hết mở quần dài. À, được rồi, cũng thấy con phải ăn chứ. Quần dài xứ ngàn cho Ngọc Bảo Trân. Quần dài xứ ngàn cho Trang Thùy Lưu. Giờ lấy cho em mã phong dùm. Quần 69 thêm 1. Quần dài xứ ngàn cho Nga Nguyễn. Hết mở quần dài xứ ngàn cho gì vậy? Chị ơi, chị nào lấy phong, chốt phong giùm em nha. Ổ vàng xứng ngay cho Lộc Nhung. Cái phong Mỹ này mang đúng chắc luôn. Nè, cái con hồng này còn nè, chờ lấy chốt thì em mặc áo hồng nè. Áo hồng này còn 5 cái nè mấy chị, chờ lấy hồng chốt hồng giùm em nha. Giùm em mã hồng. Hồng này là nhức nách luôn. Tay phòng nè, tay đã không? Nhìn cái tay là đã lắm luôn ấy nè. Chắc đã lắm luôn mấy chị ơi. Vàng xứng ngay cho Phương Trồn. Kim em áo hồng. Vàng xứng ngay cho Nguyễn Thủy. Kim cho em áo hồng nha mấy chị nha. Áo hồng dùm cho Kim em áo hồng. Phương Trồn có rồi nhỏ. Phong vàng xứng ngay cho Linh Nguyễn. Xanh, phong vàng xứng ngay cho Xuân Cảnh. Quần còn. Phong vàng xứng ngay cho Nguyễn Thủy. Ố vàng xứng ngay cho Mỹ Lộc. Ố vàng xứng ngay cho Dung Nguyễn. Ghi liềm cho em nha mấy chịu nha. Phong xứng ngay cho Khương Nguyễn. Quần dài hết rồi mấy chị ơi. Áo hồng nhìn trời. Giờ lấy quần dài. Phong xứng ngay cho Ngọc Thắng.
Quần dài em còn á, chờ lấy quần dài, chốt quần dài lên lại cho Hải đi biết chị. Hôm xuống nha Nguyễn Thị Huệ. Quần dài lúc nãy tới chị gì nào rồi? Hôm xuống đến ngày cho Linh Nguyễn. Chờ lấy quần dài, chốt quần dài dùm cho Hải nha. Chưa quá Hải có được mấy con rồi, không biết chưa lấy gì đâu. Mình xinh lắm mấy chị. Hôm xuống ngày cho Diễm Tròn. Rồi được chưa? Hôm xuống ngày cho Thanh Huyền Phan. Hải có quần bên trong mấy chị ơi, xây mờ này. Mấy chị ơi, màu màu trắng là xây mờ, màu đen là xây mờ nha. Màu đen là xây mờ. Màu trắng là xây S. Chị nói chân vái kèm size giùm em. Màu trắng này là xây S, màu đen này là xây mờ nha. Có quần bên trong cho mình luôn. Chân vái này xinh lắm luôn, em thấy ở mình chưa ai váy hết. Yên tâm, tết vâng, lúc nãy chị Dung Nguyễn có rồi chị nha. Không hết rồi. Yên tâm nha, tết là sẽ có đó mấy chị. Đẹp chưa? Màu 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 trắng là mấy chị, màu trắng là size S nha. Màu đen là size M, nó có quần bên trong lại thôi. Nha mấy chị nha. Chờ lấy thì chốt thì em mã chân quái giùm em. Chân quái này đẹp lắm luôn á. Em cái quần dài đi rốt. Đây quần dài em còn được mấy con. Thôi màu cho Phong Lan. Quần dài chị nào chưa được đọc tên thì lên lại dùm chào. Chú má em mời. Tắm rồi. Được. Em mời cho Thảo My. Em này mấy chị. Ôi nó đẹp lắm luôn á, thật sự luôn nha. Nhìn cái quần của nó đã không mấy chị. Chắc đã lắm, không cần nghĩ đâu mấy chị ơi. Hẳn tưng luôn. Chú có đen 2 cái rồi thì lại thu. Rồi kim em mở quần dài 69 ngàn rồi. Bây giờ này có mấy con nữa lên hết rồi đó. Hết màu này nó mới được còn hết rồi. Rồi thu là hai đen một trắng ha. Cái này nó có một quần nữa này. Nó có mấy quần nữa này. Chú bán này bên em có xe S và L thôi mấy chị ạ. Không có M hả? Vậy là có một cái L cho chị, cho chị. Vì tụi mình nghĩ đi. Với xe mời cho Diễm Tròn. Chú mới em còn 2 con màu đen vào lấy cái gì cho em luôn ạ. Em còn 2 con màu đen đó mấy chị. Nè, chị nào chuyên công sở. Chị nào chuyên công sở lấy áo này nè. Dài xuống ngàn cho Hiếu Trương. Chị nào chuyên công sở đi giùm em mã công sở giùm em. Công sở hàng thu này mấy chị nè. Xanh xuống ngày xuân đi. Chị nào lấy công sở này chốt nhanh cho em nè. Chắc đã nha, hàng cho bao xịn sò. Cái chắc đã của nó đã lắm mấy chị. Con này dài xuống cho La Nguyễn. Con này là không cần nghĩ luôn mấy. Mấy chị nè, chắc xịn lắm luôn mấy. Chú mới chắc, chú mới trắng hết rồi thì giao tay cho, còn chú mới đen thôi nha. Dài xuống đến ngày cho Thanh Thanh. Hãy còn chân mới đen, hãy còn 2 con xe S đó mấy chị. Chân mới đen, hãy còn 1 con S, 1 con M. Con sợ giùm em. Dài xuống đến cho Nguyễn Lê Thu Hiếu. Hết đâu con dài. Con sợ này chắc đại lắm, đại xịn lắm mấy chị. Xịn lắm nha. Chân quái hãy còn 1 con S, 1 con M. Chân váy cúc phải còn 1S, 1M màu đen. Hết mẫu quần dài rồi mấy chị ơi. Chân váy đen Diễm Trần. Lúc nãy Diễm Trần chị lấy chân váy trắng xe M rồi chị hả? Công sở 2 cho Nguyễn Hạnh. Công sở 2 cái Thảo My. Rồi tiếp cho mấy chị luôn ha. Mấy chị cái quần rinh, cái này là nè. Đó, hay thích mặc mấy cái chân quái loại như này lắm luôn. Thật sự luôn á, hết mặc lắm luôn á chị ơi. Đã lắm nha, chất của nó là chất trên kaki. À, size Âu. Size Âu nha. Con sợ với Phong Lan. Từ từ em đo size nha mấy chị ơi nha. Nó size Âu mấy chị ơi. Con sợ với Nguyễn Thị hai con. Đúng không, size Âu mấy chị. Số 5 nè. Size Âu không mấy chị ơi. Size số 5 này đợi em xíu nha.
coi cục này là size số mấy nữa. Và cục này là size số 5 nữa. Size số 5 là tương đương với lại size M, size L mang vừa đó mấy chị. ML nha. 53kg đủ lại này ok. Giờ lấy cho em mở chân váy số 5 cho mấy chị. Chân váy trắng size số 5 thì âu mất tiêu rồi, size số 5 nữa. Giờ lấy chứng liền mở chân váy trắng 69.000 nha, bây giờ lên mở chân váy trắng nha là được rồi. Em nha mấy chị ơi nha. Không có là size M luôn. 52kg mang vừa mấy chị. Coi vậy. Quần trắng này kỳ quá. Chân váy nó quần. Chân váy mấy chị ơi. Nó quần bên trong nè. Chân váy trắng xin trắng hai cái cho Nguyễn Thị. Chân váy này chẳng. Chị để đồ cho em chưa sáng đi. À? Chị sáng đây chị ở đâu vậy? Là mà có cưới thì vậy. Có cái chưa gửi chị ơi. Chúng bây giờ như bây là ngọt quen. Chúng bây trắng cho hồi thì là thu. Chứ có một sang chúng chị chứ năm là một con chị không lan ha. Màu đen này mấy chị ơi. Chờ lấy quần đen, chứ quần đen giùm em. Đẹp chưa? Màu đen nha. Chúc em mở quần đen giùm em. Quần đen, quần đen. Quần đen mấy chị ơi. Chúc em mở quần đen. Chúc em trắng hai cái thọng mi. Chú với trắng cho chị Tài Khuyên. Không mình thôi. Mới mở chân quay trắng lên mở quần đen giúp em ạ. Quần đen cho Bê La Ngọc Nguyên. Quần đen cho Nghi Hạnh. Chị hãy có cho mấy chị cái đầm này nè mấy chị. Đây là hết đó. Cái đầm này xinh lắm nè. Mà nó có chỉ được có mấy con nè. Cái tay của nó đẹp lắm luôn. Nhưng mà đầm của nó là dạng body. Dạng body nha. Nhưng mà tay phòng về tay 69.000. Chốt là dùm em mã body dùm em. Hàng mắt truyền dùm em body nha. Ủa em thấy chị lên đó hồi nãy giờ có chốt cho chị mà chị không thấy à. Chị không nghe mấy cái giờ này chị không làm sao. Rồi cái này ghi liền em nha mấy chị ơi nha. Coi dạng này đẹp chưa, body giùm em, tay bồng á, mặt cái tay nó bồng lên nó là đẹp luôn. Rồi cái liềm em ha, chúc em mã đầm đen giùm em hoặc là body giùm chồng. Body nha mấy chị nha. Con này cho mấy chị bao nhiêu ký mà em được coi vậy? Body giùm em. Giờ mới chốt lên body nữa, không chốt body nữa. Body hai cái cho chị Thảo My. Mình đeo hai cái cho chị Nguyễn Thị. Rồi hoa giùm em, 69.000 giùm em. Đầm đeo cho Hồng Hoa. Rồi cái này ghi em mã hoa, 69.000 giùm em. Em thấy đầm đen mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị. Đầm hoa giùm em. Rồi ghi em mã đầm hoa giùm em ha. 69.000. Phôm này cho mấy chị 60kg đổ lại này ok. Đẹp lắm ấy. Cho em mã đầm hoa giùm em. Hết đầm đen mấy chị ạ. Rồi áo này về mà hết rồi nè mấy chị. Còn 3 con cuối cùng. Đăng story là hết rồi nè. Đẹp chưa. 69.000 chốt giùm em mã lên. Mã lên giùm em 69.000 giùm em. Giờ lấy đầm hoa chốt đầm hoa giùm em ha 69.000. Rồi cái này giờ lấy len chốt len giùm em. Hoa cho Hồng Nhật. Đầm hoa cho Hoa Đinh. Khách mới lên
số điện thoại cho em chị ơi. Chị lấy cho em mà. Áo cúc cho Liên luôn. Liên chưa có đâu. Hai áo cho chị Lê rốt. Còn màu đen này nữa chị. Chờ ngày mai nữa là hãy like cho mấy chị biết đó. Ui màu đen này, quần màu đen hết áo cúc mấy chị nha. Rồi cái này chị lấy quần đen, chốt quần đen giùm em này. Quần đen chị nào lấy thì chốt nhanh nha, nó có đúng có một cục à. Quần đen này đẹp này mấy chị. Rồi nay em về làm quần này cho mấy chị sướng luôn đó. Rồi chờ lấy cho em ở quần đen giùm em. Ôi quần này sướng lắm luôn á nha. Quần ống sung dài á mấy chị. Dài lắm nha. Quần đen giùm em. Cho em ở quần đen. Còn đồ bộ dài không Hải ơi. Đồ dài có mà Hải chưa có like. Hải không có like á mấy chị nha. Hãy lên chưa đặt hàng cho mấy chị á. Cái quần này mấy em chị ba ơi. Cái chị Thảo My. Cái này mang vừa á mấy chị ơi. 65kg mang vừa luôn á. 65kg đổi lại mang ok á mấy chị. Ghim em mã quần đang cho chị Lê rốt. Em hẹn mấy chị áo len tối mai nha. Tối mai em lên áo len cho mấy chị. Cái đó là mới xương xương. Đang cho Nghi Hạnh. Ngày mai tối mai nha. Rốt đi giùm em. Đang cho Bella một nguyên. Cho em mã quần. Quần đang cho Nga Nguyễn. Rồi cái này ghi liền em mã quần giùm em. Cho em mã quần nha mấy chị. Mèo. Ghi em mã quần giùm em. Chị Thảo May có 3 cái thôi chị nhá. Lên giùm em mã quần đen đi mấy chị ạ. Quần đen nó đẹp đó mấy chị, lấy đi mấy chị. Quần đen cho Hồ Thị Lệ Thu. Rồi em lên cho mấy chị một con này chưa lên. Con này em. Em buông. Quần đen cho Trung Ngân. Rồi con này nha mấy chị nha. Quần đen cho Trang Mắm. Rồi con này em có size M. Size M nha, 75 ngàn. Chờ lấy thì chốt em mã 75. 75 ngàn ha. Chờ lấy chốt em size M. Size M giùm em nha, 75 ngàn tay bồng. Tay bồng rất là đẹp luôn. Tay bồng này lên mang đẹp lắm nha. Tay này mặc lên tay phòng rất là đẹp. Chờ lấy thì chốt em mã 75. Áo 75 này có mấy con thôi nha. Con này bán vừa bán vừa tặng luôn. Mình đem còn đi. Quần đen với chị Nga Nguyễn 2 cái. Quần đen với chị Phương Trần. Quần đen cho Hạnh Nguyễn. Kim em mà áo 75 giùm em. 2 cái. Hết áo len rồi chị Vi Vi ơi. Quần đen cho Hiền Trang. Meo có quần đen rồi chị nhá. Hết đen. Áo 75. Chị nào ôm cục này không? Em sẽ cho ôm nè. Có chị nào ôm cục phong này không? Em có quần đen chưa? Mimi có rồi đúng không? Áo 75 cho chị Nghi Hạnh. Rồi chị nào ôm cục phong này đó em ôm nha. Nó có một cục thôi, còn kia em để cho khách đó rồi. Áo 75 hai cái cho chị Nguyễn Thủy. Chị nào ôm phong thì báo em nha. Em mà ôm phong giùm em có một cục này nè. Áo len chưa lên. Để Lan cho Phong Lan. Chị nào ôm cục này thì em mà ôm giùm em. Áo phong đẹp lắm nha. Đây
làm hoa sáu chín. Còn em còn á, hôm này đẹp lắm luôn ấy, chờ lấy thì chốt giùm em thôi. Giùm em mà ôm giùm em không sập cho chị Nghi Hạnh. Giùm em mà ôm cho chị Nghi Hạnh này. Giùm em mà ôm nha, ôm cục này có mấy con à mấy chị ơi, con này đẹp lắm luôn ấy. Mấy chị lấy áo phong đi, áo phong đó. Hết áo lên rồi chị Vi Vi. Cái này cái sơ mi lúc nãy chị nào không chốt được nữa. Em lấy đồ hoa 69 loan lê đi. Giờ lấy chốt em mã sơ mi này chốt giùm em nè. Ủa nãy lê nó có chân lấy trắng rồi mà. Rồi cái này là áo sơ mi sọc này, chị nào lấy thì chốt chừng chẳng. Giùm em mã sơ mi sọc. Em bấm bia cuối cùng nó ơi kìa. Ủa cái áo 75 này chưa chốt rồi em. Thôi đây, cái áo 75 cái áo 75 cái áo 75 4, 8, 7, 10. Hôm nãy ôm cho chị Nghi Hạnh rồi. Ôm được bao nhiêu? Có 9 nghìn. Chị nào lấy xe đi sọc, lấy xe đi sọc gì nữa. Lấy hàng chút đi. Nhét mình giữa mà bọn. Sơ mi sọp 69 ngàn nè giúp em ạ. Sơ mi 69 ngàn cho Lê Rốt. Rồi lỡ lên con sọp rồi lên luôn nha mấy chị nha. Sơ mi 69 ngàn cho Nguyễn. Rồi cái này ghi mê mã số 1 giùm. Sơ mi 69 ngàn cho Nguyễn Thị á mà sơ mi ạ. Rồi cái này ghi mê mã số 1 69 ngàn tay bồng. Ghi mê mã số 1 giùm em 69 ngàn giùm em. Mã 1 nha, lỡ lên con sọp tại vì em lên sợ nó bị nhầm á mấy chị. Nhưng mà lỡ bóc rồi lai luôn nha. Mã số 1 giùm em ha, con này đóng thùng đẹp lắm luôn á. Con này đóng thùng đẹp lắm nha. Mà số 1 cho Nghi Hạnh. Chị mới đem cái cục áo xô vô giùm chị với. Lớ mã số 1 xíu ngay cho Lê Rốt. Giùm em mã số 1 nha, mã số 1 này đẹp xuất sắc luôn đó mấy chị, đẹp đẹp lắm. Hả? Chị đó. Cáo xô đó kìa. Nghe 20 cái màu trắng ở trong cái bao giống như bao len đó kìa. Số 1 xíu ngày cho Nguyễn Xuân Hằng. Ủa chứ sao không để lên nhé, mình cho Nghi Hạnh. Thì ôm nguyên cục mà sao? Ờ biết là tự nhiên ôm vô đạp ôm hay ôm chứ. Đúng rồi em biết. Một xíu nhà cho Thiên Học. Số 1 xíu nhà cho Ngân Thu. Thì Nghi Hạnh có rồi nha. Rồi cái này có màu xám này, chờ lấy màu xám chứ, màu xám này đẹp. Số 1 xíu nhà cho Phương Trần. Màu xám đẹp lắm nha, có đồ hơi bị đỉnh luôn ấy. Có màu xám này cho Thảo My. Chờ lấy xám chút xám gì nè. Số 1 69 ngàn cho Nguyễn Kiên. Xám rất là đẹp nha. Chờ lấy xám chút xám gì nè. Ok chị Nguyễn Phương Thảo không? Mã xám này đẹp lắm nha. Màu xám này thôi luôn á mấy chị. Hết mã số 1 mấy chị nhá. Rồi kim em mã số 1 cho mình. Quần xám thì mà quần này dễ có đồ màu xám, dễ có đồ lắm nha. Chị mê mẫu xám gì nè. Hết rồi Nghi Hạnh ơi, có một cái xám hai cái bên là Ngọc Nguyên. Con này open rồi nha. Chọn con bà sò lên áo xô luôn.
Sớm sao đến ngày giờ lê rốt. Đừng có cái hộn nó mới công vậy mà xuống đóng thì đưa em thổng với nhanh. Lộn hộn. Sớm sao đến ngày giờ thổng mi. Rồi cái này ghi liền em áo xô vậy. Sớm sao đến ngày giờ Trần Thị Ngọc Linh. Hết sớm rồi. Số 1 hết rồi mấy chị ơi. Sám chị Lê Rốt có rồi nha. Sám xuống ngày cho Châu Trương. Kim em áo xô gì. Còn cái gì Huy Hoàng ơi. Sám xuống ngày cho Điều Thủy. Sám em đâu có chốt đâu anh Vương. Ai rồi? Đây là Ngọc Nguyên. Quên Bảo Ngọc Nguyễn. Bảo Ngọc Nguyễn đó chị ơi. Sám xuống ngày cho Trần Thu Huyền. Bảo Ngọc Nguyễn đó chị. Chị Bảo Ngọc Nguyễn nha, không phải không có chị đâu. Thảo My có rồi nha. Còn nhiều con mới đâu chứ còn nhiều. Dạ đúng rồi chị. Cô cứ gom hết đóng luôn. Cô gom đi nhận đúng không? Ừ. Bỏ cái gì đó nó bỏ lại. Bỏ cái gì cũng cũng. Đó. Đây. Số trắng là cái gì? Hồng hoa là của hồng hoa là cái gì? Số trắng hai cái cho chị Yến Trần. Xô dùm em, kim em mà xô trắng dùm em. Ô trái số ngàn cho Nghi Hạnh. Rồi cái này là quần tay nè, mỗi mã có một cái. Nghi Hạnh hai cái trắng. Đó xô trắng ba cái cho Lê Rốt. Cái này kim em mã quần giùm em, cái quần này em có size M á mấy chị. Quần này cho mấy chị tầm khoảng 52-53 ký mang vừa á. Nó có quần này. Đây nha. Rồi cái này quần kèm màu giùm em. Có số 2 cái cho Nguyễn Thủy. Em có màu hồng, em có màu xanh. Em có màu đen. Như quần kèm màu giùm em. Quần kèm màu giùm em ha. Đen, hồng và xanh giùm em, nhưng mà hồng em có nhiều hơn ha. Xanh em có hai con và đen. Xô cho Linh Thùy. Xô cho Tài Khuyên. Quần rất là đẹp, chắc đã lắm. Xô cho Hồ Thị Lệ Thu. Chắc đã lắm nha. Xám thì Thủy có rồi nha, xô cho Thảo My. Quần sâu lắm đó chị. Quần giùm em. Xô hai cái. Yến Trần hay là... Có nghĩa là chị Hồng Khoan là chị gộp đơn hay sao chị ơi? Chị là Yến Trần. Đâu có Yến Trần chốt rồi, mất gì chị phải lưu lại. Yến Trần chốt chưa? Chốt 2 cái rồi. Dòng Khoa chốt mấy cái? 2 cái. Xô số Yến Trần cho Khoảng Lặng. Ủa vậy có chị Yến Trần ở đây không? Chị mới bị chốt nè, hơi có. Ở xô xứng này cho Nhi Tuyết. Ok chị Nghi Hạnh có hai cái ô xô rồi chị nha. Ở xô xứng này cho Nguyễn Hoài Minh. Hết mã ô xô luôn ạ. Rồi mấy chị lên quần giùm em ha. Rồi mấy chị nè, cái này em có ghi lê á mấy chị. Quần mấy chị kèm màu lên giúp em nha. Hay là áo khắp nách này được hết nha. Mình làm nói chung là tùy theo. Quần ba màu cho Nghi Hạnh. Vô mùa, mùa bữa nay nó còn nắng á thì mình làm áo ba lỗ nha. Vô mùa mà dạng như lạnh này kia á, nói chung là xe xe á mấy chị. Ví dụ như mình đi Đà Lạt này kia đi chơi mấy chị, phố với trại của con Sony bên trong là thằng con Nghi Lê bên ngoài. Nha mấy chị. Quần đen cho Nguyên Di. Quần bên anh chỉ còn hai màu thôi chị Nguyên Di ơi, hồng và xanh chị hả? Hồng xanh hai đen. Em thấy Thảo My một hồng một xanh vậy, quần bên chỉ còn màu hồng thôi. Ghi lê kèm màu giùm em nè. Bên em chỉ còn quần màu hồng thôi mấy chị nhá. Ghi lê hồng và ghi lê cam giùm em. Hồng và cam giùm em. Quần hồng cho Nguyên Trân. Ghi lê kèm màu giùm em, hồng và cam giùm em. Quần cho Bella Ngọc Nguyên. Quần lúc nãy bên em chỉ còn màu hồng thôi. Chị nào lấy quần hồng lên mở quần hồng với em mấy chị ạ. Rồi cái này ghi liền em nè. Màu hồng và màu cam, chúc em mã ghi lê kèm màu. Quần hồng cho Hiền Trang.
cũng đen hết rồi mấy chị ơi. Ok chị nghe hành chỉ có ba màu đó. Vườn hồng bên lăng ngọc nguyên có rồi ạ. Nó mở ghi lê kèm màu với đó mấy chị ơi. Ghi lê giùm em ha. Chắc em mở ghi lê kèm màu giùm em. Ghi lê kèm màu hồng và cam 69.000 lên giúp em chị ạ. Em chốt cho chị Nguyễn Thủy hai màu chị nhá. Ốc phong này có một con nè, chờ lấy phong chốt phong giùm em. Cái này phong như chắc hết rồi mấy chị. Ghi lê ăn rồi cho Nguyễn Thủy. Rồi cái này cái quần. Cái quần này chờ lấy quần hoa chốt quần hoa giùm em. Quần này xịn lắm luôn á. Quần này em thấy mấy bạn đi mua ở trong mấy cái hàng mà hàng kia mới có ấy. Cái hàng này là ít khi đó mà hàng này cao lắm nha. Cái quần này bạn đi mua hàng cũng 140, 160 rồi, 140, 160 rồi. Mặc lên nó y như cái chân váy vậy đó. Ghi lấy hồng cho Như Huỳnh. Mặc lên nó y như cái chân váy vậy đó mấy chị nè. Nha, chị nào lấy cho em mở quần. Quần hồng lúc nãy xin cho Quỳnh Như. Em lấy áo đó nha, ok chút đậm. Ghi lê hồng cho Như Huỳnh. Chị bảo quần em cho chị hết luôn ha, chị lấy không? Nè, lấy chưa con. Chị bảo quần em có một cái quần xanh nè, một cái quần này nữa nè, hai cái này nè, em cho chị hẹn. Chị bảo lấy thì bảo ok trả nha. Ba con lẻ. Rồi hồng. Quần hoa giùm em. Đây quần hoa. Em đeo cho chị báo nữa. Bóc lên này trước đi, nói chị ok rồi. Quần hoa xuống nhà cho bạn Hồng Nguyễn. Đi lên quần cho Thiên Ngọc quá chưa. Thì tội, thì thiếu lần. Quần hoa xuống nhà cho Samimo. Quần hoa xuống nhà cho Nghi Hạnh. Với Lê Hồng cho Thiên Ngọc. Đi rồi chị Nguyễn Hoài Minh đó, đưa nào bên em gọi là đi rồi hết cho chị ạ. Rồi cái này kim em mở váy, váy chung giùm em 69 ngàn có con. Rồi cái này ghi liền em mã số 10 giùm em đi. Mã số 10 này em có một con này. Cái này là quần đó mấy chị, không phải là chân váy đâu nha. Quần mà nó có lót bên trong là cực luôn. Được chưa? Rồi cái này ghi em mã số 1 giùm em. Ghi em mã số 1 nha mấy chị nha. Mã xuống hồng cho Hồng Khoa. Chị trong đơn với Yến Trần 265 đúng không chị ơi? Kim em mã số 1 mấy chị ơi, mã 1 dùm cho ải nha, 69.000. Rồi cái này kim em mã số 2 dùm em nè, 69.000 dùm em. Chốt đúng mã lên cho em, khỏi nhầm màu đi ạ. Rồi mã số 2 dùm em. Đẹp lắm mấy chị ơi, mấy cái quần này mang đẹp lắm. Nói xung nó có một con đó mấy chị ạ. Chặt mấy Nguyễn nhìn lấy mi số 1 đúng không ạ? Còn cái cục phong này chị nào? Đây như cục phong này nè. Lần này mai em đóng cho mấy chị nha. Nên là em chia đều cho mấy chị luôn ấy. Nên là yên tâm nha em. Số 2 số nhà cho Samimo. Nha, ngày mai em sẽ đóng cho mấy chị luôn ha. Chị nào lấy mấy cục thì báo Hải nha. Chị nào lấy mẫu 1 cái thì báo Hải luôn ha. Rồi lấy mẫu 2 cái hay là được 3 cái thì ok nha. Báo Hải. Tại vì hàng này em còn ít đó. Nha mấy chịu nha. Rồi ghi liền cho em nha mấy chịu nha. À, chị nào lấy mấy cục thì chốt mấy cục áo phong giùm em á. Này đẹp lắm, hàng đẹp lắm.
đây mấy chị này. Đã không? Cách đỏ lắm luôn ấy. Chị nào mà nãy nó bấm chị nào lấy mấy cục này không bấm gì. Vuông mở số 1 số ngày như chốt cầm. Chị đang nấu xong đi. Ông bên kia mà chị nghĩ kia hết 10 cục rồi. Đây cục bông này 10 cái này mới chị. Cho cái này chị lấy trắng, có trắng dùm em. Cho mẹ mở trắng dùm chạy. Số 2, số 9 này cho Lộc Nhung. Cho cái này ghi liền mẹ mở áo trắng dùm em này. Áo trắng dùng chạy nha mấy chị ơi nha. Cho em mở trắng đi mấy chị ơi. Khi em mở áo trắng đi. Khi em mở trắng thì mẹ hoa còn nó cắt đỏ lắm luôn ấy. 69.000 thì mẹ. Trắng 6.000 cho Lê Rốt. Rồi cái này ghi liền em mã quần giùm em nè. Ghi em mã quần cho Nguyễn Đoàn Bình Nguyên. Quần nha, quần này em có một cục đúng, một cục 5 cái luôn. Giờ lấy quần chút quần giùm em. Trắng vô thì là thu. Rồi cái này chị lấy quần chút quần giùm em ha. Ghi em mã quần đi mấy chị. Trắng cho Hồng Khoa. Trắng như Hương Phan. Trắng như Huyền Trang. Quần này có 5 con đó mấy chị. Cái này nãy tao đóng cho bé có cần đóng kia đó. Ai? Cái này nè. Tự nhiên mình đạp mua trong Mỹ hả? Trắng cho Phương Trần. Trắng cho Nguyên Trần. Quần cho Lê Rốt. Các chị ơi, cái đầm body còn nè. Chờ lấy body, chút body giùm em. Cái đầm body lúc nãy chị nào chưa chốt được thì chốt lại cho Hải này mấy chị nè. Quần hai cái cho Bảo Ngọc Nguyễn. Co giãn nha, chờ lấy chút em mở body giùm em. Đây nè mấy chị nè. Chút em mở body nha mấy chị nha. Body giùm cho Hải nè. Body này cũng còn được cho mấy chị mấy con nè. Quần hai cái cho Thảo My. Có đi nãy chị nào chưa được hàng, nhiều bạn chưa được lắm luôn á. Chị nào có đi chắc có đi nhìn không? Hết mở quần quá chị nha. Chúng em mở body. Alo. Dạ. Giờ nghe nè. Là chân quá này một con duy nhất nha mấy chị. Không biết nữa, em đâu có biết hả? Chân quá này có một con duy nhất. Giờ rồi, giờ rồi, giờ rồi. Giờ rồi, giờ rồi, giờ rồi. À, giờ rồi, giờ rồi, để em điện thoại. Mấy chị. Gì trong mưa nhà ông với ông Cường, ông đập cái xe nhà ông Cường chở xe ông Cường tới lộn đất bẹt của mùa trầm. Bất tỉnh. Bất tỉnh. Hàng đó. Kiểm tra hết. Nhà lúa điện dụng nhiều lắm, điện hả? Mại hả? Làm đường mà mua ở đó bỏ nữa.
Có đi cho Lê Rốt. Alo. Ủa, thằng Tinh nó lái xe anh chạy hả? Thằng Tinh gì nó lái xe anh đi hả? Thằng Tinh gì đó? Lái xe anh đi hả? Kia chị à, chị Hạnh Biên Nguyễn có đó không? Mấy đứa điện mà. Em còn một cái quần beo nè. Yeah. Chị Hạnh Biên Nguyễn lấy không? Được rồi. Body của anh em đọc lên cho chị đọc cho anh. Giờ là xếp biệt lại cho xếp biệt. Body của chị Mỹ Hằng nè. Body hai cái cho Hồng Khoa. Nè chị Hạnh Biên Nguyễn lấy không? Cái này nãy còn không nè? Có đi cho Hồ thì lại thu. Quần beo nè mấy chị. Quần beo này lúc nãy chị nào chưa chốt được thì chốt đi. To cái cuối cùng luôn á. Một cái cuối cùng nha. Rồi cái này ghi em mã chữ giùm em nè. Một con luôn. Đẹp quá. Chữ nha. Có đi cho Thảo Ngọc Nguyễn. Chữ em cũng có một con. Đẹp chưa? Quá trời đẹp luôn á. Một con duy nhất nha. Chốt em mã chữ giùm em. Có đi cho Nguyên Trân. Chữ nha, quần này 55-56 cái đẹp mang ok nha. Chân váy cho chị Lam Lam. Ghi lê giùm em nè mấy chị, 69.000 chứ. Rồi chị Hồng Khoa, bêu cho bạn Ngọc Nguyễn. Rồi cái này ghi em mã ghi lê giùm em nè. Ghi lê giùm cho Hải nha, 69.000. Chữ cho chị Trần Thị Ngọc Linh. Nè ghi lê giùm em. Ghi lê này đẹp mấy chị ơi, mua đi về để dành mặc với lại sơ mi á, đẹp lắm. Để mặc luôn á, gì chứ mấy chị mà mặc sơ mi trắng này kia mình phối với ghi lê đẹp lắm luôn. Mỹ Hằng có em. Ghi lê xịn lắm luôn á, lấy ghi lê mang đi mấy chị. Ghi lê cho Nghi Hạnh. Ghi lê này mang đẹp lắm. Rồi cái này ghi em mã quần xanh giùm em, trời đáng đồng tiền không mấy chị, 69.000 cái quần này đáng lắm luôn em, hoặc luôn đó mấy chị. Rồi lấy ghi lê, chút ghi lê giùm em ha. Rồi gì chứ ghi lê thôi luôn mấy chị, mặc là đúng đẹp luôn. Ghi lê cho Thiên Ngọc. Ghi lê cho Lê Rốt. Ghi em mã quần xanh giùm em nè. Quần xanh nha. Ghi lê cho Thanh Nghe Du. Ghi lê cho Sương lên. Ghi em mã quần xanh giùm em. Quần xanh này có mấy con rồi mấy chị? 5 con rồi. Quần xanh này có 5 con rồi mấy chị, đẹp lắm. Quần này hãy bao chắc vải nha mấy chị ơi nha. Không biết chắc gì nhưng mà hàng rất là xịn luôn. Hàng mấy bạn order hàng có bao là 180.000 một cái á. Nó không phải như cái hàng mấy chị mua 59.000 bình thường đâu nha. Hàng bình thường mấy chị mua là chắc của nó là hàng cắt hàng á. Còn cái vải này nè mấy chị. Nó của bên hải của nó nè. Mấy chị nhìn thấy không? Nha, mấy chị cầm cái quần của nó lên nè. Đó, mấy chị thấy cái quần của nó không? Đấy là đã luôn, đã lắm. Nó không phải là hàng mà chắc kia đâu nha mấy chị nha. Lưu ý giùm em nha. Và cái này em bán rất là nhiều rồi, không phải bây giờ em mới bán đâu. Quần này em về nhiều lắm luôn. Riêng cái màu xanh vỏ đậu này em bán hơi bị khủng khiếp luôn đó mấy chị. Nhưng mấy chị nha, quần này em bán nhiều lắm, không phải là bán một hai cái đâu mấy chị. Về nhiều đợt lắm, có nhiều bạn chọn không được nữa luôn á. Đợt xa này về thêm á. Rồi cái này ghi em mà áo hoa giùm em nè. 69.000 cho chị nào nãy chưa chốt được thì quần áo hoa này lúc nãy em có đúng 10 con thôi. Cái này giờ em có cho mấy chị được 15 con nữa nè. Chị lấy cho em mã áo hoa. Áo hoa này màu đẹp lắm luôn và em có đăng bài rồi đó. Áo hoa này xinh lắm. Đây mấy chị nè. Hàng mấy chị để ý đi. Cái hàng mát sườn rất là xinh luôn á. Hàng mát sườn nha mấy chị nha. Hàng này đi xỉ vô không có giá là 101. Quần xanh đi dâu tay. Nha. Con này mấy chị nào đi xỉ hàng tao lao là biết luôn á. Nha. Nhất là hàng tao lao mà hàng ăn đông này kia mấy chị. Nha. Cầm vô không bao giờ có giá 69.000 đâu mấy chị. Để nhất một cái áo như thế này là hàng 120-130.000. Không bao giờ có giá 69.000 khẳng định luôn nha. Áo hoa cho Thảo My. Rồi cái liềm em mã áo hoa giùm em 69.000.
Nè mấy chị nè, ai mang cũng đẹp hết nha mấy chị yêu nha, coi giải giải nè, rất đẹp em nha. Mình xanh tốt cho em rồi. Còn cái lê rốt cho nguyên trong dung miếng cho tay. Ôi, cháu với bảo một nguyện. Từ từ người ta tên người ta chưa biết chọn nó đang cứ lo mà quân xanh cho lê rốt hoa cho Phương tròn để lấy hoa chút hoa giùm em không. Hoa cho Nghi Hạnh quần này còn nữa mấy chị. Quần này là ống bo. Quần sao bắt đầu cho Kim Phụng. Quần này là ống bo nữa mấy chị. Rồi cái này em có màu hồng, màu đen, màu kem và màu hồng. Hồng hồng này là dạng như là hồng rút đó mấy chị. Ồ, hoa hết rồi mấy chị hả? Hồng hồng mà hồng dạng như là hồng tím tím đó mấy chị nha mấy chị nha. Đúng, đúng. Rồi cái này chờ lấy thì chút em bảo quần bo kèm màu gì nè. Màu hồng dùm em nè. Màu đen, màu kem, màu hồng tím dùm em. Đây này mấy chị nè. Đẹp chưa? Cái này có ít nha, mỗi mã có mấy con thôi. Bo dưới giùm cho em nè, quần này mặc đẹp lắm luôn. Quần này mấy chị hay mà mang dạng như kiểu như là mặc với lại mang với lại mấy đô mà như là gì cũng rồi sụp này kia cũng đẹp lắm. Em mã quần giùm em. Quần giùm cho Hải nha. Kèm màu lên dưới đây bây giờ quần đủ màu cho Thọng ơi. Ghi lê hãy có một con màu đen này, chờ lấy ghi lê chút ghi lê gì nữa. Ghi lê hãy có một con màu đen này. Chờ lấy ghi lê đen chút ghi lê đen gì nữa, một con duy nhất. Ghi lê đen gì nữa ha, một con gì nữa. Bo đen cho Hiền Cam. Rồi cái này ghi liền em mã số 10 còn nào giùm em, màu xanh với màu trắng. Mấy chị, con áo này chắc là chắc đẹp lắm nha. Con này chắc siêu đẹp luôn. Ghi lô đen cho Danh Ni Nguyễn. Chắc đẹp lắm luôn mấy chị, mã số 10 kèm nào giùm em, màu trắng màu xanh. Con này là đúng đẹp quân... luôn, đẹp lắm. Quần xanh là chị Nguyên Trân, chị lấy cái quần xanh nó phải đúng không chị ơi? Có mùi kèm màu gì mấy chị chị? Màu xanh và màu trắng gì mấy ha? Mùi kèm màu xanh trắng. Mùi kèm màu chứ khỏi bị nhầm mẫu với em ạ. Mùi trắng như lê rốt. Rồi con này xe cho mấy chị 85 ngàn ha. Rồi lấy cho em mã 85 ngàn. Mùa xanh như Ngọc Châu. Rồi cái này ghi em mã 85 ngàn. Em có được cho mấy chị 2 con 3 con. Rồi cái liềm em 85 ngàn dùm em ha. Tay bồn nữa mấy chị. 85 ngàn xe mồ dùm em. Cho em mã 85. Con này này nhập được quyết rồi bán lại. Áo tắm lạnh cho lê rốt số 10 hết rồi mấy chị ơi. Tắm lạnh cho Hồng Khoa. Rồi cái này em có màu kem, màu vàng. Mỗi màu một cái nè, kem vàng mỗi màu một cái nè. Giờ lấy màu. Cho nên tới phòng tắm lạnh cho dì anh đi Nguyễn.
lấy mấy chị này. Em có một kem một vàng và lấy màu giữa mình màu đó giùm em. 69.000. 69.000 một quần mấy chị ơi, mang sướng lắm luôn ấy. Cái vải của nó đã lắm nè. Quần kem với quần vàng giùm em, rồi lấy màu giữa mình màu đó. Quần kem cho Dung Nguyễn. Rồi áo này em có duy nhất một con ha, chờ lấy cho em mã duy nhất giùm em. Quần vàng và quần kem mỗi mã có một con thôi. Rồi cái này rất vai giùm em, 69.000 cho em mã cam, 69.000 giùm em. Quần vàng cho Lê Rốt. Đẹp chưa? Kim em mã cam rất vai, con cam rất vai này dễ thương này mấy chị. Kim em mã duy nhất giùm em. Rồi, quần này dành cho mấy chế nào mà lúc nãy không chốt được thì còn đúng cho mấy chị được mấy con nha. Quần này hot lắm luôn á nha, màu này nè mấy chị nè. Màu này rất là hot luôn á, chị lấy cho em mẫu quần cam giùm em. Quần cam này được mấy con nè. Duy nhất cho Nghi Hạnh. Quần cam này hết rồi. Cái này chân váy trắng này còn nè. Mã quần cam, quần cam là lúc nãy em bán hết rồi mấy chị. Đây là mới đem vô nè. Anh chị nào lấy cho em mẫu quần cam này hết lắm luôn á. Mấy cái màu mà màu này hết mấy chị. Rồi chân vái. Cho lấy cái mẫu quần cam lên giúp em 69.000 ạ. Rồi chân vái giùm em ha. Chân vái giùm em kèm màu giùm em nè. Chân vái này em lên luôn màu màu một lần luôn cho mấy chị dễ chốt ha. Chờ lấy caro hồng nè. Caro à, cái này ghi giùm em mã caro nâu đi mấy chị. Caro nâu ha, caro xanh nè mấy chị. Caro hồng và caro vàng giùm em. Vàng nha, hãy có mỗi mẫu có mấy con à. Chờ lấy cho em mã chân vái kèm màu giùm em. Chốt em mã chân váy kèm màu mấy chị ơi. Chân váy này đẹp lắm. Ui, caro xanh này đẹp nè. Caro xanh nè, chờ lấy caro xanh, chốt caro xanh. Caro xanh được mấy con không? Size này cho mấy chị mặc size M đủ là ok á, khó kéo bên hông. Caro kèm màu với em chị là 69 nha. Caro xanh này đẹp quá trời đẹp luôn nè, lấy à mấy chế. Ai lo rồi dành. Ồ, đẹp lắm luôn nha. Chờ lấy chốt cái gì nè. Sao như Nghi Hạnh. Chờ lấy caro xanh chút caro xanh. Anh này coi phải không chứ. Rồi nghĩ xong cái gì không caro xanh. Đây em có một cái em cây chị Nghi Hạnh nha. Rồi cái này giờ lấy caro hồng nè. Cậu My lấy caro hồng không này. Nè. Rồi cái này ghi em mã caro hồng hãy có cho mấy chị nè. Lấy caro hồng không em, caro hồng đẹp nè. Đẹp lắm luôn á trời. Mấy chị ơi, cái nó có kéo bên hông nè mấy chị nè. 69.000. Rồi không mua được 69.000 luôn, thật sự luôn á. Ai mà bán được cho mấy chị cái chân váy này 69.000. Nguyễn Như không chưa chốt cái chị gì hả? Em đâu có chốt cái chị Như đâu. Chờ lấy cái này mà caro hồng với em ạ. Trời cái chân váy nó đẹp lắm luôn á. Caro hồng. Tiếng là cái này. Chờ lấy cho em mã caro hồng giùm em ha. Cho em mã caro hồng. Đây caro vàng nè. Con caro vàng này là như thế này nha. Đây cái này là bầu dưới nè. Caro vàng giùm chải nha. Cái này caro hồng với caro vàng. Mã số 10 giùm em. Giùm em mã số 5 đi mấy chị ơi. Mã 5 kèm màu giùm em mấy chị. Nè. Màu này là màu hồng với lại màu vàng giùm em. Có mấy chân váy này xong lấy xong. Xinh tuyệt lắm luôn đấy. Vàng là 200 mấy nghìn một cái xong đấy mấy chị. Có rồi chứ Trinh Nguyễn.
là cái này hả chị Tinh? Chị Tinh lấy mã số 5 rồi sao chị Nguyễn rồi? Là cái mã này hả chị? Lấy báo cho Hải đi nha. Thì nó có mấy cái chân váy đẹp luôn, sạc bên quá. Rồi cái này ghi liền em mã trắng giùm em. Màu trắng và màu tím. Mấy cái chân váy đẹp quá luôn mấy chị ơi. Rồi bây giờ mấy bà ơi, quá trời đẹp luôn mà không chốt à. Ngày mai chốt không được. Năm hồng cho An Đoàn. Tới Kim Thư Nguyễn. Giờ lấy tiếng chú tiếng với em ạ. Rồi lấy trắng chú trắng với chị ạ. Trắng cho Thiên Ngọc. Thiên Ngọc hết trắng rồi chị nha, chồng mở cái kia à. Hết trắng rồi mấy chị ơi. Ok, cho Nguyễn nha. Tím này mỗi máy cũng có một con rồi. Giờ tím cho tím rồi em. Tím cho Nguyệt Đặng. Rồi cái này ghi liền em, mã số 3 kèm màu dùm em. Mã số 3 kèm màu trắng và tím luôn mấy chị ơi. Mã 3 kèm màu trắng tím, mỗi mã có một con rồi. Cái chị, cái con chân váy này nó đẹp lắm luôn á. Em thấy nó dạng như là kiểu giống như là nó tự xòe ra luôn á. Vải của nó đẹp lắm quý chị. Vải gì mà rất là đẹp nha. Vải đã lắm luôn á nha. Giống như là hàng tơ. Có Kim Thư Nguyễn nha. Đẹp lắm. Có cái gì Trinh Nguyễn không? Em giới với chị cái hồng trước á chị. Hồng mà. À đúng rồi. Cái này ghi em mã số 3 kèm màu, màu trắng với màu tím nè. Đẹp lắm quý chị ơi. Số 3 trắng cho Ngọc Liên. Ba kèm màu gì nè. Cái này nó lên phòng đẹp lắm. Ba trắng cho Thiên Ngọc. Rồi cái này ghi liền em mã số 4. Ba trắng tím đi anh Tiên Nguyễn. Rồi ghi liền em mã số 4 nha mấy chị nha. Ghi em mã số 4 dùm cho Hải nè mấy chị. Mã số 4 này có một con, mấy năm con mấy chị. Ba trắng cho Ngân Thu. Đẹp lắm mấy chị. Trời vải là đã luôn nha, nhìn cái vải của nó rủ mà đã lắm mấy chị. Nhìn vải mà siêu siêu đã luôn ấy. Chờ lấy chú em mã giùm em ha. Bốn cho lên rốt. Rồi cái này ghi em mã số 4 giùm em. Vải đã lắm luôn á mấy chị. Hồng rút. Chị Kim Thư Nguyễn đơn nào đi rủ đơn thì mình em đi hết rồi mấy chị ạ. Không rút nha mấy chị nha, chắc siêu đã luôn. Giờ lấy chốt em. Kim em mã số 4 nha, mã 4 giùm em, quần đẹp lắm mấy chị ơi. Kim em mã số 4. Số chốt cầm. Bốn cho chị Lan Tròn. Kim em mã số 4 mấy chị ạ. Rồi. Giờ mấy chị chốt đi mấy chị. Sáng mai like là từ từ luôn ấy. Đẹp chưa? Rồi mà số 5 giùm em. Mấy chị nhìn cái tay áo thôi đây nè. Cái tay áo của nó này mấy chị vượt phòng mà nó mấy chị nè. Nó chạy dọc cho mình luôn. Đây nha mấy chị yêu nha. Nó chạy nó tới đây luôn nè. Trời áo này rất là đẹp luôn ấy. Đẹp lắm nha. Ghi liền em mã vàng giùm em. Cho em mã áo vàng giùm chạy mấy chị. Ghi em mã vàng giùm em ha. 69 ngàn áo vàng giùm em. Áo vàng này mặc với lại chân váy này kia đấy mấy chị.
Ủa mà chân y hình Kim em mặc áo vàng. Áo vàng mà thế nào đó. Bài tình cảm đấy chị ơi. Bài cho Ngọc Liên. Bài cho Thục Châu. Và áo xô này có cho mấy chị hai con màu đen. Hai con xô bài cho Vinh Y Nguyễn. Hai con xô màu đen. Màu đen nha, y như con màu trắng lúc nãy mà là màu đen. Hai con thôi nha. Và cho Kim Trang. Xô đen dùm em có hai con. Rồi Kim lấy vàng lên mở vàng cho em. Rồi lấy xô đen lên mở xô đen cho em. Rồi xô đen cho Lê Rốt. Còn có mũ lẻ nào đó không em? Thì là lấy sô đen à, sô đen có hai con đó mấy chị ơi. Sô đen này giống con sô trắng lúc nãy á. Lại xíu nha, hãy lên mẫu lẻ nha. Sáng mai hãy lên mẫu nhiều cho mình ha. Giờ lên mẫu lẻ ít ít ha. Sô đen hết rồi chị Tiết ơi. Rồi cái này ghim em mở phong này mấy chị. Phong này có một con. Trời ơi đúng dữ thương luôn. Rồi cái này chị lấy chốt em. Rồi dữ thương chưa. Một con. Hàng Âu đó mấy chị. Hàng chất Âu luôn đó nha. Đây xì. Một con duy nhất. Chị lấy chốt em mở hồng một con duy nhất. Ghim em mở duy nhất em mấy chị nha. Chị chưa nha. Cục đây là cục lẻ nha. Giờ mà chị nào mà rút cục lẻ này là hồng. Chân váy size M dùm em 69.000 dùm em. Chứ em mở chân váy giờ là quyết tâm đẹp hay không cũng không chốt đúng không chứ. Hồng chú Vinh đi Nguyễn. Rồi cái này em mở chân váy size M có một con. Chân váy size M 69.000 một con. Ghim em mà áo len giùm em nè. Áo len này đẹp này mấy chị. Đúng rồi, sao mờ xứ ngàn gian đoàn. Áo len dai nhưng mà nó rất là xịn nha. Đây nè. Cái răng của nó này mấy chị. Và cái này ghim em mà len giùm em ha. Len giùm em nè, 69.000 một con duy nhất ha. Ghim em mà len 69.000 một con nha mấy chị nha. Rồi cái này chị lấy đi trước em mã trắng giùm em nè. Trắng này cũng có một con, thật sự rất là xịn. Lên như Thảo Đinh. Rồi cái này ghi lê em mã xanh giùm em nè. Xanh nha mấy chị nha, con này làm ghi lê được lên làm ba lỗ được luôn, tìm mình làm. Cho em mã xanh giùm em. Trời ơi, mỗi mã có một con rồi mấy chị ơi. Màu xanh, màu trắng nè. Màu xanh, cái này ghi lê em màu đỏ đi mấy chị. Xanh đỏ giùm em. Ô con này giờ lấy lên xanh lên mở lên xanh với em 69.000 ạ. Đẹp lắm mấy chị ơi. Cái này ghi em mở đỏ giùm em. Xanh cho Lộc Nhung. Đỏ giùm cho ai một con. Giờ lấy đỏ chất đỏ giùm em cho khỏi nhầm nha. Rồi mỗi mã có con mấy chị ơi. Rồi đẹp lắm. Rồi cái này ghi liền em mở số 2 giùm em. Có con luôn. Ui đẹp lắm. Giờ lấy đỏ lên mở đỏ với em ạ. Kim em mã số 2 giùm em nha, con này đẹp lắm nè. Đẹp chưa mấy chị nè. Mã số 2 giùm em. Đổi với anh đi Nguyễn. Số 2 cho Nguyễn Thị Phương Thảo. Rồi cái này ghi liền em mã số 3 giùm em có con. Mã 3 em có màu xanh, màu tím với màu kem. Mã số 3 kèm màu giùm em. Xịn sò nè. Xịn con bà sò luôn, thật sự luôn. Cầm con áo lên trên tay là ngất đó mấy chị.
bao nhiêu ký may cũng được hết nha, lên thì dễ may nha. 69.000 này mấy chị, tím với kem này nè, rồi có cả màu đen nữa nè. Ba tím cho Hoàng ngon. Tím hồng và đen, tím kem và đen. Rồi có một con tím nhạt nữa nè, chờ lấy tím nhạt cho tím nhạt giùm em. Bên em còn màu kem, màu đen và màu tím nhạt mấy chị hả? Kem đen và tím nhạt y như vậy luôn á mấy chị, không sai gì hết luôn nha. Rồi cái này mấy chị ghi giùm em, mở sáng giùm em, xoén giùm cho Hải nha, xoén xoén. Hải có một con này mấy chị, ghi em mở xoén nha. Tím nhạt, màu kem chứ chị Út My. Ghi em mở xoén nha. Con này mấy chị nè, kem này. Tím nhạt chứ gì kim phụng. Nhìn mấy chị nè, màu đen. Chờ lấy xoén chút xé giùm em, màu đen đẹp chưa? Màu đen với màu tím này đẹp lắm. Nút của nó này mới nhìn, nhìn nút giùm em ha, cái này nút mở ra được luôn á. Chờ lấy chốt cái gì nữa. Đi gái chưa? Rồi cái này giùm em mà váy hoa 69.000. Váy hoa giùm em ha, váy hoa giùm em 69.000 giùm em. Giùm em mã hoa 69. Hoa dùng cho Hải nha, 69.000 dùm em. Đây đi anh Lê Nguyễn. Kim em ở đầm hoa dùm em ha, 69.000 dùm em. Rồi cái này tiên cho mấy chị luôn ha. Kim em ở trắng trơn dùm em 49.000. Cái mẹ mã trắng trơn 49.000 nè. Trắng trơn 49.000 khoảng lần. Cái mẹ mã trắng trơn nha mấy chị nha, 49.000 giùm em. Giờ lấy mã trắng trơn 49.000 giùm em ạ. Trời ơi mấy chị ơi đẹp nè. Này mỗi mã một con nè. Đẹp chưa? Giờ lấy sọc, ghi sọc giùm em. Giờ lấy đen cu rua, chốt đen cu rua giùm em. Trời nó đẹp gì đâu luôn á tròn. Cái này mấy chị làm ghi lê cũng đẹp lắm luôn ấy. Này con sọc nè, sọc với đen cu rua giùm em ha. Rồi ghi lê giùm em. Cái này sọc kem nha. Nè cu rua giùm em nha. Đẹp lắm luôn, cái này làm ghi lê đẹp lắm luôn á tròn. Giờ sọc xuống nhà cho ghi hành. Đang đưa cho Trinh Nguyễn. Và cái này nguyên xếp thì em 85.000. Giờ lấy xếp 85, lấy xếp 85 gì nữa. Nhưng em mà xếp 85.000 ha, em có cho mấy chị được một xếp nha. Cái này về tất riêng mặt cho mình cũng đẹp, đẹp chưa? Rồi cái này ghi mê mà xếp 85 hàng to bao nha. Sai cho mấy chị 55 cái đũa lạnh thì ok. Cho mê mà xếp 85 cái này. Nó rua hết rồi mấy chị ạ, lên mà xếp 85 cho em ạ. Này không có được 3 số rồi mấy chị. Cho mê mà xếp 85. Rồi ghi lê sọc giùm em này. Cho mê mà ghi lê sọc. Cho tao làm cho Hồng Khoa. Ghi lê sọc em có 3 ai con này. Cho tao làm 2 set cho chị Hồng Khoa. Ghi lê sọc này hàng. Cho tao làm cho Giang Nguyễn Nguyễn. Ba lỗ làm ghi lê gì nữa. Ơi, xong cái này đẹp lắm nha.
lắm, siêu đẹp luôn. Nổi tiền đút hết, mất tiêu tiền rồi đó, mấy chuyện hết tiền rồi đó. Đây này, nó làm cho mình này. Con sơ mi này về ủi ra đẹp lắm luôn á, nhưng mà nó có một con, duy nhất luôn. Sơ mi này lên chắc đẹp lắm luôn á, chắc xịn sò lắm nha, có một con duy nhất à. Trời đất, cho em mã sơ mi đó xịn lắm luôn, về ủi ra một phát thôi luôn á. Rồi kia giùm em mã chân quái nhũ giùm em. Rồi kia em mã chân quái giùm em, chân quái nhũ giùm em, coi con chân quái giùm em ha. Sơ mi trắng gì vậy Nguyên Nguyễn? Turu này có một con màu trắng nè mấy chị. Turu này có một con màu trắng, chị nói Turu giúp Turu giùm em. Y như vậy, màu xanh này. Ôi chứ, sơ mi này đẹp. Chú bấy dũ cho em đoàn. Màu xanh này, chào lấy xanh chút xanh giùm em. Xanh nha, chào lấy xanh chút xanh giùm em. Đẹp lắm mấy chị ơi, ủi ra một khoát thôi luôn á. Ủi ra là hàng 300 mấy, 400 mấy nghìn không á. Chua trắng chứ gì lọc nhung. Rồi cái này ghi liền giùm em ha. Ghi em mãi dày tay giùm em, có con duy nhất dày tay cà rốt tốt giùm em. Dày tay cà rốt tốt giùm em ha, một con. Dày tay phôm vừa nè mấy chị nè. Phôm vừa nha mấy chị nha, không dài quá, không ngắn quá luôn. Chị nào lưng dài thì lấy cái con này thành áo cà rốt tốt là vừa luôn. Rồi cái này chị lấy cho em màu đen dày tay nha, nhìn dễ lắm mấy chị. Nhìn cái sớ vải của nó xịn lắm. Trên cái sớ vải nha mấy chị nha, hàng xịn lắm luôn ấy. Chị lấy cho em mãi dày tay giùm em ha, 69.000 có một con. Một rồi, toàn 69.000 mà Duyên ạ. Duyên em mãi dày tay giùm em, 69.000 giùm em. Rồi ghi mê mã áo phong, còn hàng lẻ không em. Rồi ghi mê mã áo phong giùm em nè. Phong giùm cho Hải nha, Hải có một con nè mấy chị. Phong trắng, phong trắng, phong trắng chốt đi nha. Bỏ cà rốt, biết sao. Biết sao. Nhìn tay chứ ăn đồ à. Dễ thương lắm. Một con duy nhất. Chờ lấy một chút đi nè. Rồi sáng mai hãy like nha. Xanh cơn này mấy chị, 49.000. Không cho anh Thanh. Giờ lấy xanh cơn, chút xanh cơn này, 49.000. Ghi liền em mã caro giùm em, 69.000 có con. Xanh cơn 49 cho Thục Châu. Đây còn một con xô này mấy chị ơi. Hãy còn một con xô trắng này, chị nào lấy không? Hãy còn một con xô trắng này, chị nào lấy không? Chị nào chưa chốt được xô trắng thì chốt đi, hay hết rồi nha. Một con xô trắng cuối cùng rớt của bên ngồi á, một con cuối cùng luôn đó, chị nào lấy đi chốt luôn cho. Em chị lấy xanh cơn còn con. Xanh cơn 49 chưa thì đinh. Trời ơi, có hai cái quần. Đã chưa? Đó rồi, Thiên Ngọc. Mấy chị ơi, chắc là chắc phun Mỹ luôn nha. Chắc là dạng như là chắc da cá mà hàng tàu á mấy chị, chứ không phải là hàng da cá của mình nha. Da cá của mình là mặt mấy nước là xù ấy, còn cái hàng này rất là xịn luôn. Giống như hàng quần được chứ mấy chị mua của Hải á, rất là xịn sò nha. Cái này có cho mấy chị được hai con nè. Hai con hai quần khác nhau, một con màu trắng, một con màu đen nè. Chờ lấy màu gì của mình màu đó giùm em. Quần kèm màu trắng và đen giùm em, trời chắc đã chưa. Quần màu trắng lấy hai màu. Tính chơi gì thì tính toán rồi chị nhỉ? Quần này đẹp lắm luôn ấy. Đây nè mấy chị nè. Hãy có màu trắng, màu đen nè. Đây chờ lấy màu gì của mình màu đó giùm em. Quần màu trắng này đẹp lắm luôn ấy. Quần màu đen thì dạng ngố. Quần này xuất sắc luôn đó mấy chị. Đẹp lắm nha. Chờ lấy quần kèm quần giùm em, kèm màu giùm em nè. Rồi quần màu trắng này đúng đẹp luôn ấy. Đẹp lắm mấy chị ơi. Cái này phối với là áo cà rốt tốt này kia cũng đẹp.
Giờ lấy cái kem màu giùm em, quần giùm em. Quần trắng thiên ngọc. Tối kia em đi miễn quần đen chị ha. Rồi áo kem cà rốt tốt giùm em nè, 69.000. Kem cà rốt tốt 69.000 giùm em. Áo kem này quá đỉnh luôn đó, đỉnh đỉnh thôi là đỉnh luôn. Đây là cây bo, cây bo nha. Rồi lấy đi chốt liền nè. Kia liền em mà áo cà rốt tốt sáng mai này có like nha. Chị Thiên Nguyễn chỉ có một cái quần màu đen đó chị, trắng hết rồi chị ạ. Sáng mai này có like nha mấy chị, chứ ngày nay like có ca nào mấy chị. Rồi cái này ghi liền em ha. Ghi em mà áo kem dùm chẳng này. Cái đầm này lò ra được 109.000, có mấy con. Đầm 109 dùm em, con đầm này xinh lắm. Ghi em mà áo cà rất tốt một cái. Kem xinh nhà cho Trinh Nguyễn. Áo phải mặc là 69.000 hết đó mấy chị. Rồi lấy kem, chút kem giùm em. Rồi cái này chờ lấy đầm bi, chút đầm bi. Không có gì làm nha. Đầm bi 109 ha, xong rồi tắt like nha mấy chị nha. Chờ lấy bi, chút bi 109 giùm em. Con này bầu bí quân trang đẹp. Đây nè. Rồi chờ lấy chút em ở đầm bi giùm em. Ghi em ở đầm bi nha mấy chị nha, 109.000 giùm em. Rồi ba lỗ 19.000 có một con. Ba lỗ 19, một con duy nhất. Chờ lấy ba lỗ, chút ba lỗ giùm em. Rồi thôi ngày mai em like mấy chị ạ. Áo hồng này có một con, thì lấy hồng không? Hồng này đẹp lắm. Chị Giang Đi Nguyễn ơi, nét à quên, chập inbox Zalo chả với nha chị ơi. Ba lỗ trước chứ chị ạ. Ghi 109. Ba lỗ trước gì xíu xíu. Rồi cái này ghi em mà áo hồng giùm em nha chị. Chị lấy chị á, lấy Zalo với họ đó nha. Rồi cái này ghi liền em mã bộ caro, bộ caro 69.000 có bộ này. Caro 69 này có một bộ duy nhất nè. Giờ lấy cho em mã caro 69 một bộ này. Caro dùm cho hãy nha, 69.000. Rồi bye bye mấy chị ha. Hẹn gặp mấy chị ngày mai nha. Sáng mai hãy like sớm cho mấy chị nha, 10 giờ hãy like nha. Không cho nghi hành. Rồi chờ lấy set caro, chút set caro giùm em 69.000. Rồi bye bye mấy chị, hẹn gặp mấy chị ngày mai. Sáng mai em cũng vẫn like tao cho mình ha. Và trưa 2 giờ trưa 2 giờ thể like dài dép ha. Nha mấy chị nha. Rồi hãy tắt like nha. Caro cho dì Jenny ngủ yếm nè. Rồi bye bye mấy chị nha. Ok chị Nghi Hạnh nha. Mấy chị ơi nhắn tin Zalo cho Hải nha. Bác sĩ nha, nhắn tin Zalo giùm Hải đó.